Nói một cách khác giống như hắn nghĩ đệ thất khỏa tinh thần dị biến lời nói, coi như tại loại này gấp trăm lần trong tu luyện mật thất tu luyện, ít nhất cũng cần 20 năm. Đệ thất khỏa phía trên còn có thứ tám khỏa, theo tính được, thứ tám khỏa hẳn là so đệ thất khỏa tinh thần cần nguyên lực muốn bao nhiêu gấp 2-3 lần, nói cách khác thứ tám khỏa cần thời gian càng lâu. Gấp trăm lần tu luyện mật thất dưới, tăng thêm hắn bởi vì khốn long thảo cải biến thể chất gấp 10 tốc độ tu luyện, cũng cần 50 năm trở lên. Giống như thứ chín khỏa tiếp tục gấp bội, vậy liền không cách nào tưởng tượng. Không đúng, Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong đều là cương phong năng lượng A, đã như vậy, thứ 9 khỏa tinh thần còn có thể chứa đựng nguyên lực sao đến lúc đó nguyên lực cùng cương phong có thể hay không tương hỗ bài xích. Ha ha, nghĩ xa, Giang giật rất nhanh tỉnh ngộ lại, chờ hắn đệ thất thứ 8 khỏa tinh thần dị biến cũng không biết muốn bao nhiêu năm, đến lúc đó hắn chết không có cũng không biết, suy nghĩ việc này không có chút ý nghĩa nào. Tu luyện, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ngộ vu thuật cùng đạo văn. Thánh hậu một chiêu kia diệt ma ấn đối với hắn xúc động rất lớn, cửu tinh cường giả quá mạnh, hắn muốn đi đường còn rất dài rất dài. Tu luyện không tuế nguyệt, một đường cũng phi thường bình tĩnh, giang giật tu luyện nửa tháng sau đúng giờ xuất quan. Phía trước sắp đến thiên khải vực thiên cương thành, thành này rời đi hắc kỳ thành không xa, chỉ có mấy ngày lộ trình. Hắn tại trong khoang thuyền ngồi một hồi, thần niệm dò xét một lần yên tâm lại. Bác đế mặc dù là cửu tinh cường giả, nhưng hắn không là chân thần, không có biết trước năng lực, cũng không có thiên lý nhãn, cũng không biết rõ hắn vụng trộm lẻn về đông hoàng đại lục. Chỉ cần hắn bất loạn đến, không phóng thích chính mình tuyệt kỹ thành danh, không nháo ra động tĩnh lớn, hẳn là không người có thể khám phá thân phận của hắn. Hạ thiên cơ thuyền, giang giật tiến vào thiên cương thành, hắn không có lập tức đi liên hệ thiên cơ thuyền đi hắc kỳ thành, mà là tiến vào một khách sạn, tìm một cái tiểu nhị tìm hiểu tình báo. Mặc dù hắn muốn đi hắc kỳ thành, nhưng sẽ không cứ như vậy đần độn phóng đi, vạn nhất kỳ thiên thần bại lộ, bị người khống chế, hắn đi liền là tự chui đầu vào lưới. Rất may mắn hắn tìm hiểu tới tình báo, hai năm này hắc kỳ thành gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì sự tình. Cẩn thận lý do hắn lần nữa đổi địa phương, tiếp tục tìm hiểu tình báo, thẳng đến liên tục xác nhận về sau, hắn mới trở lại khách sạn lấy ra hạt châu màu xanh lục. Đông đông đông, lần này có phản ứng, vẹn vẹn thời gian một nén nhang, bên ngoài tựu vang lên tiếng đập cửa, một đạo truyền âm cũng vang lên tại hắn trong tai, thế nhưng là tuyết y công tử. Vào đi, danh tự này không có mấy người biết rõ, giang giật thần thức tại phụ cận đảo qua, ngoại trừ bên ngoài một lão giả bên ngoài, phụ cận không có bất kỳ người nào. Kít, lão giả đẩy cửa vào, cùng giang giật liếc nhau về sau, kích động quỳ trên mặt đất, dập đầu nước nở nói, công tử, người rốt cuộc xuất hiện, chúng ta cũng tìm người dòng giã 2 năm A. Tộc trưởng cùng phu nhân các nàng đều vội muốn chết, thuộc hạ vừa mới đưa tin cho tộc trưởng, hắn lập tức tới ngay. a à, giang giật nao nao, không nghĩ tới lão giả phản ứng lớn như vậy kỳ thiên thần cũng vội vã như thế. Quay đầu tưởng tượng, nội tâm của hắn rất cảm giác khó chịu, hắn lần trước tại Phật dưới núi đại sát đặc sát, sau đó tiếp vào lão giả thần bí truyền âm lập tức đi tuyết vực. Hắn quên cho kỳ thiên thần bọn người lưu thoại, đoán chừng bọn hắn đều cho là mình chết rồi, hoặc là bị bác đế bắt được a à. Hỏng bét, nghĩ tới đây, giang giật biến sắc, kỳ thiên thần đều như thế cuống lên, kia phượng loan tiền vạn quán các nàng không phải gấp chết a à giang tiểu nô giống như cũng biết hắn mất tích sợ biết làm việc ngốc một người duy nhất sông đông hoàng đại lục đây chính là quật khởi đến so với hắn còn quật cường nha đầu điên chương 1051, tiểu biệt thắng tân hôn chỉ là nửa canh giờ kỳ thiên thần đã đến hơn hai năm không gặp kỳ thiên thần vẫn là như cũ bất quá tiến khách sạn nhìn thấy giang giật lần đầu tiên kém chút khóc hắn vẫy lui thủ hạ một phát bắt được giang giật tay nói tiểu gia của ta a à, người cũng đã biết hai năm này chúng ta tìm ngươi kém chút tìm điên rồi người vẫn chưa xuất hiện ta đều sẽ cho thiên thiên tiểu thư lăng trì hắc hắc giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi ngượng ngùng nói ra cờ lão ca thật có lỗi việc này đích thật là ta làm không chính cống đúng rồi thiên thiên biết rõ tiểu nô biết rõ ta mất tích sao nàng có hay không làm chuyện điên rồi tội đảo người bên kia biết không tiểu nô kỳ thiên thần chừng mắt nhìn có chút không rõ hỏi tiểu nô là ai a à tội đảo bên kia ngược lại là đều biết bọn hắn có tình báo nơi phát ra cũng phái người bốn phía đang tìm ngươi đâu ngươi người huynh đệ kia tiền vạn quán kém chút chạy đông hoàng đại lục tới vẫn là tư đồ ngạo hạ tử mệnh lệnh phái người coi chừng hắn nếu không còn không biết náo ra chuyện gì chứ a à nha giang giật yên tâm lại như giang tiểu nô tới đông hoàng đại lục ảnh hoàng khẳng định phái người để kỳ thiên thần bảo vệ kỳ thiên thần đã cũng không biết hiển nhiên ngao lư cùng ảnh hoàng che giấu việc này ha ha nghe được vạn quán tin tức giang giật không hiểu nội tâm ấm áp tiểu tử này đều đám cưới cái này tính khí còn không có đổi a à. nghĩ đến tiền vạn quán giang giật liền nghĩ tới chiến vô song hắn đi được thời điểm cùng chiến vô song bàn giao hắn bại lộ thân phận kia một ngày liền là chiến vô song lên đường đến đông hoàng đại lục thời khắc theo tính được chiến vô song hẳn là tới đông hoàng đại lục hắn liền vội vàng hỏi cờ lão ca người cũng đã biết chiến vô song ở đâu hắn có thể tới đông hoàng đại lục chiến vô song kỳ thiên thần lại là mặt mũi tràn đầy mơ hồ lắc đầu nói không biết ta không có thu được hắn bất luận cái gì tình báo, mấy năm này cũng chưa nghe nói qua Đông Hoàng Đại Lục có một người như thế. Nha, Giang giật sắc mặt trầm xuống, kỳ thiên thần chuyên môn phụ trách tình báo, hắn chưa nghe nói qua chiến vô song chỉ có hai cái giải thích, một là chiến vô song chết rồi, hai là chiến vô song mai danh ẩn tích, tại tiền vạn quán an bài xuống ẩn vào Đông Hoàng Đại Lục, ai cũng không biết hắn tồn tại. Giang giật suy nghĩ một lát, nói ra, người lập tức để cho người ta đưa tin đi tội đảo, nói cho vạn quán bọn hắn tin tức của ta, mặt khác hỏi thăm tiểu nô cùng chiến vô song tình huống, còn có hỏi một chút tội đảo tình huống. Được, kỳ thiên thần lấy ra một khối đưa tin lệnh bài đưa tin một phen, lúc này mới nhìn qua giang giật nói, lão đệ A, à, hai năm này ngươi đi đâu vì sao hai năm không có cùng ta liên hệ. Việc này nói rất dài dòng A, giang giật khe khẽ thở dài, nhớ tới kỳ thiên vũ, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, cờ lão ca, ta có lỗi với các ngươi, thiên vũ bọn hắn chết trận, việc này đều là lỗi của ta. Ông, giang giật trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, hai cái to lớn thiết trùy xuất hiện, cái này thiết trùy xem xét cũng không phải là phàm vật, phía trên có thần bí đồ văn, tản ra tang thương khí tức cổ xưa. Hắn đem hai cái thiết trùy giao cho kỳ thiên thần nói, đây là một kiện cổ khí, uy lực phải rất khá, đương nhiên thứ này cũng không thể vãn hồi cái gì, ta chỉ là muốn đền bù một chút đối với các ngươi kỳ gia ái náy. Cái này, kỳ thiên thần sắc mặt trầm xuống, chừng mắt giang giật nói, giang giật, Ngươi làm cái gì vậy kỳ thiên vũ bọn hắn chết trận không sai, nhưng bọn hắn chết không oan, ngươi không phải giết vũ ra năm cái dưới thần sao chúng ta kỳ ra thâm thụ vô tận biển sâu đại ân, không phải vô tận biển sâu kỳ ra đã sớm diệt vong, đừng nói thiên vũ bọn hắn chết rồi, coi như chúng ta nhất tộc chết rồi, cũng không có gì lớn. Mau mau thu lại, ngươi có phần này tâm, thiên vũ bọn người chết cũng nhắm mắt. Cầm đi, cờ lão ca, đây là ta tại thuyết vực lấy được, là một cái bán thần binh khí, ta dùng không thuận tay, cầm cũng vô dụng giang giật đem chỗ dựa trùy kín đáo đưa cho kỳ thiên thần cái này trùy là ải nhân tộc lịch đại tộc trưởng binh khí uy lực khẳng định không tệ hắn có luyện thần lô bản thân không thích hợp cận chiến cầm cái này trùy không có tác dụng gì tuyết vực bán thần kỳ thiên thần trong mắt chợt lóe sáng hoảng sợ nói chẳng lẽ là ải nhân tộc tộc trưởng binh khí a à, người đây cũng biết giang giật kinh ngạc hỏi làm sao không biết đây chính là tuyết vực người tông a đông hoàng đại lục rất nhiều đại gia tộc đều siêu tập qua tư liệu Kỳ thiên thần lặp đi lặp lại kiểm tra một hồi chỗ dựa trùy, cuối cùng ở cạnh sơn trùy nơi tay cầm thấy được ba cái chữ nhỏ, lúc này mới có chút kích động nói ra, quả nhiên là chỗ dựa trùy, lão đệ, ngươi lấy vật này quá tôn quý, ta cũng không dám thu, thứ này ngươi làm sao làm đến. Giết người lấy được chứ sao? Giang giật thuận miệng giải thích một câu, lập tức nghiêm mặt nói, có cái gì tôn quý không tuân theo quý cờ lão ca ngươi từ chối nữa, ta về sau cũng không dám tìm ngươi làm việc. Giết người, kỳ thiên thần thân thể run lên, kinh ngạc hỏi, người đem ải nhân tộc tộc trưởng giết đi. Ừm, Khâu Sơn hoàn toàn chính xác chết ở trong tay hắn, Giang Giật cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, thuận miệng nói ra, hai năm này ta đi một chuyến tuyết vực, như tuyết bị thiên ẩn tông mang đến. Ta tại tuyết vực náo loạn một phen, giết một số người cùng mấy cái bán thần, như tuyết vẫn còn không có cứu trở về, lúc này mới về trước Đông Hoàng Đại Lục. Ây, kỳ thiên thần đôi mắt co rụt lại, cái này ta quả nhiên là tên sát tinh, đi đến cái nào cái nào xảy ra chuyện, tại tuyết vực giết mấy cái bán thần, cuối cùng thế mà có thể còn sống trở về phải biết trong lịch sử dám đi tuyết vực gây chuyện không có trở về có thể mấy cái. Hơn 10 vạn năm trước, bác đế vũ gia còn muốn đem tuyết vực cho chinh phục, phái 10 cái bán thần cùng trăm vạn đại quân. Kết quả trăm vạn đại quân toàn bộ lưu tại tuyết vực, 10 cái nửa thần chỉ trở về hai cái. Kia một đời bắc đế giận dữ, tự mình đi tuyết vực, kết quả đồng dạng xám xịt trở về, sau đó không còn có nói, cũng không tiếp tục xuất binh. Kỳ thiên thần rất rõ ràng tuyết vực đều là thượng cổ thời đại di tộc, nơi đó chủng tộc thế hệ sinh hoạt tại kia, dị thường bài ngoại. Ai dám đi nháo sự sẽ bị tuyết vực liên hợp lại đối phó, bác đế ra nhiều như vậy bán thần cùng đại quân đều không nổi lên được nửa điểm bọt nước, giang giật đơn thương độc mã đi tuyết vực không gần như chỉ ở kia đại náo một phen, còn có thể bình an trở về. Nếu không phải kỳ thiên thần biết rõ giang giật sẽ không nói khoác lác cùng gạt người, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc dù như thế hắn đồng dạng chấn kinh đến không gì sánh kịp, tốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Giang giật cũng không muốn quá nhiều đàm tuyết vực sự tình, vừa nhắc tới tuyết vực hắn liền sẽ nhớ tới tô như tuyết, tâm hội đau nhức, sở dĩ hắn nói sang chuyện khác, cờ lão ca, người kia an toàn sao ta muốn trở về nhìn xem đan ni cùng hai đứa bé các nàng vẫn tốt chứ. a à, an toàn an toàn, kỳ thiên thần tỉnh ngộ lại, vội vàng nói thiên vũ thi thể của bọn nó đều bị thiêu hủy, sở dĩ bác đế vũ ra truy tra không đến nửa điểm manh mối, chúng ta cũng không có bại lộ phu nhân cùng hai đứa bé cũng rất tốt đi chúng ta về trước hắc kỳ thành kỳ thiên thần mang theo giang giật ra khỏi thành lấy ra một chiếc cỡ lớn thiên cơ thuyền bay thẳng hắc kỳ thành cái này thiên cơ thuyền tốc độ không tệ vẻn vẹn ba ngày tựu đã tới hắc kỳ thành cẩn thận là hơn giang giật ở ngoài thành liền hạ xuống thiên cơ thuyền sau đó vụng trộm ẩn vào kỳ gia hậu viện kỳ thiên vũ đã sớm mang theo hồ đan ni cùng hai đứa bé đang chờ hắn công tử giang giật biến ảo ngoại hình Hồ Đan Ni lại là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, nàng chạy như bay đến nhào vào giang giật trong ngực khóc không thành tiếng, giang giật có chút lúng túng hướng kỳ thiên thần nhìn lại, cái sao lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt, lặng yên dỗ dành hai đứa bé rời đi, trước khi đi truyền âm nói tiểu biệt thắng tân hôn, lão để kiềm chế một chút, ban đêm ta xếp đặt tiếp phòng yến, người cũng đừng dậy không nổi a. À. chương 1052, âm đế, tiểu biệt hoàn toàn chính xác thắng tân hôn, Hồ Đan Ni rất rõ ràng giang giật sẽ không ở cái này ngốc thật lâu, phi thường chân quý cùng giang giật mỗi một khắc thời gian. Nàng cũng nghĩ báo ân, không phải giang giật các nàng chết sớm, cũng sẽ không có như thế an nhàn sinh hoạt, cho nên nàng tận tâm tận lực hầu hạ giang giật, các loại thủ đoạn đều dùng ra, tích lũy hơn 2 năm điệp chi tuyển đều dâng hiến cho giang giật. Điệp nữ tộc chân quý nhất liền là điệp chi tuyển, giang giật kia một cây thất thải hồn thương đạt được điệp chi tuyển thoải mái càng phát ngưng luyện, uy lực tăng lên một chút. Mấy ngày nay giang giật tận hưởng mỹ nhân chi phúc, cũng thiếu chút đi không được đường, Hồ Đan Nhi điệp chi vũ quá lợi hại, nếu không phải Giang giật thể chất cường đại, khẳng định không chống nổi. Tại Hắc Kỳ Thành ở năm ngày, Giang giật chuẩn bị lên đường rời đi, lần này đi huyền thần Sơn có rất xa một khoảng cách, cưỡi đường ra thiên cơ thuyền cần thời gian một năm, hắn nếu là ở nữa xuống dưới, khẳng định đuổi không đến huyền thần Sơn cấm chế buông lỏng kia một ngày. Lão đệ muốn đi huyền thần Sơn, tòa thành bên trong trong thư phòng, kỳ thiên thần cho Giang giật sắp xếp xong xuôi thiên cơ thuyền, biết được hắn chuẩn bị đi huyền thần Sơn. Giang Giật đối với hắn rất tín nhiệm, không có nửa điểm giấu giếm. Gật đầu nói, ta phải vào Huyền Thần Cung bên trong đi, lấy được một kiện bảo vật. Cái này, Kỳ Thiên Thần cúi đầu xuống, trên mặt thần sắc lo lắng nói, lão đệ a, à, cửu đế đều đi Huyền Thần Sơn, nhưng ai cũng không thể đi lên, đến vì đó không có bất kỳ người nào có thể lên Huyền Thần Sơn. Người có biện pháp đi lên sao? Ha ha, Giang Giật cười nhạt một tiếng cũng không có giải thích nguyên nhân, nói, làm hết sức mà thôi, có được hay không cũng nên đi thử xem đã lão đệ quyết định ta cũng không tốt nhiều lời kỳ thiên thần sắc mặt ngưng trọng lên dặn dò lão đệ lần này ngươi tốt nhất điệu thấp ta tuyệt đối không thể lại nháo ra sóng gió lớn một khi bị bác đế biết rõ chịu sẽ đích thân truy sát còn có người ở nửa đường có thể xuống thuyền đi một chuyến thần âm cốc gặp mặt âm đế hắn sẽ cho ngươi rất nhiều trợ giúp âm đế giang giật kinh ngạc nhìn qua kỳ thiên thần danh tự này hắn còn là lần đầu tiên nghe được theo lý thuyết giám phong đế đây chính là cường giả tuyệt thế Bình thường người dám phong đế đoán chừng sẽ bị cửu đế cho bóp chết, người này đã có thể phong đế, vậy khẳng định là đại lục nổi danh cường giả, vì sao hắn chưa nghe nói qua. Người chưa nghe nói qua âm đế, kỳ thiên thần nhìn thấy giang giật sắc mặt khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, giải thích nói, à quên người đối đông hoàng đại lục sự tình không rõ ràng lắm, âm đế mười mấy năm qua cũng một mực tiềm tu, bình thường người không biết hắn cũng bình thường. Giang giật, trước kia ta không phải nói cho ngươi. Đại Lục bên này chúng ta có ba người biết rõ thân phận của ngươi, sao cái này Âm Đế liền là một người trong đó. Giang Giật cảm thấy ngoài ý muốn, hoảng sợ nói: A à, Âm Đế cũng là ảnh hoàng người. Cũng thế, cũng không phải. Kỳ Thiên Thần mỉm cười nói ra: Âm Đế năm đó bị đuổi giết đi tội hải, không bằng hắn không có vào Thần tứ bộ lạc, mà là bỏ chạy vô tận biển sâu. Tại trong biển sâu hắn kém chút bị đại yêu giết, là ảnh hoàng cứu được hắn, cũng dẫn hắn đi một cái bí cảnh, để hắn cảm ngộ một loại cực kỳ cường đại thần Âm Thiên kỹ. Cái này âm đế là một cái kỳ tài, trở lại Đông Hoàng Đại Lục sau tiềm tu 30 năm, đem thần âm thiên kỹ tiến dài 3 lần, thực lực tăng nhiều, một người một đàn quét ngang đuổi giết hắn ba cái đại gia tộc, xưng bá một cái đại vực, cũng tự phong âm đế. Còn có việc này thần âm thiên kỹ có thể tiến dai. Kinh nghi thình thịch tâm động, chính hắn cũng sẽ thần âm thiên kỹ A, đây chính là đồ tốt A, một khi chúng chiêu có thể miểu sát một mảnh. Hắn lập tức cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi, sau đó thì sao? kỳ thiên thần giải nói ra người cũng biết cho tới nay đông hoàng chỉ có cửu đế cái này cửu đế năm đó còn là huyền đế thân phong nếu có người khác tự phong là đế cửu đế khẳng định hội giận dữ bởi vì thần âm vực tới gần doãn ra địa bàn sở dĩ doãn đế tự mình xuất thủ trận chiến kia tình huống ai cũng không biết nhưng doãn đế sau khi trở về nói âm đế hoàn toàn chính xác có xưng đế tiền vốn có thể đem thần âm thiên kỹ tu luyện tới cảnh giới như thế tự phong là đế cũng không đủ doãn đế là bát tinh a Giang giật kiểm chứng hỏi một câu, gặp kỳ thiên thần sau khi gật đầu hắn lập tức kích động lên, cái này âm đế đã có thể làm cho doãn đế tâm phục khẩu phục vậy ít nhất là bát tinh thực lực, nói không chừng còn là cửu tinh cường giả. Có như thế một cường giả giúp mình, làm lên sự tình đến vậy liền rất thuận tiện. Lão đệ, người cũng không cần cao hứng sớm như vậy. Kỳ thiên thần gặp Giang giật mặt đỏ lên, cười khổ một tiếng nói ra, âm đế tính khí rất quái lạ, hắn mặc dù nhận qua ảnh hoàng đại ân, nhưng không nhất định sẽ giúp ngươi coi như có thể giúp ngươi cũng sẽ không đích thân ra mặt giúp ngươi giết địch, tóm lại. Ngươi đi một chuyến thần âm cốc đi, có thể được đến âm đế bao lớn trợ giúp, tự xem ngươi vận khí, ta cũng sẽ đưa tin cho hắn, nói cho ngươi sẽ đi qua. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, kỳ thiên thần tự mình đưa tiến, tại cửa ra vào lúc dừng một chút, lại nói ra, lão đệ, có mấy lời mặc dù nói đến không dễ nghe, nhưng lão ca vẫn là phải nhắc nhở ngươi doãn ra vị tiểu thư kia ngươi vẫn là đừng đi dây dưa, các người không có kết quả, giống như chọc giận chiến ra cùng doãn ra, vậy sẽ rất phiền toái. Ha ha, Giang giật cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu không hề nói gì trực tiếp rời đi, kỳ thiên thần tiến hắn tới cửa, nhìn qua hắn bóng lưng biến mất lắc đầu cười khổ nói, tiểu tử này đi huyền thần sơn lại không biết hội náo ra dạng gì phong ba Giang giật a à, Giang giật, kinh nghiệm của ngươi cùng huyền đế rất tương tự, đồng dạng đến từ tiểu đại lục, đồng dạng vừa tiến vào đông hoàng đại lục tự quấy đến long trời lở đất, cũng cùng vô số mỹ nhân tuyệt thế dây dưa không rõ. Chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể như huyền đế đồng dạng nhất phi trùng thiên, vẫn là cùng trong lịch sử những cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài chết hiểu đâu. Giang giật từ cửa sau đi ra kỳ ra, tìm khách sạn biến ảo bề ngoài, sau đó đi nam thành bên ngoài, lên một chiếc đường ra thiên cơ thuyền. Cái này thiên cơ thuyền là đi doãn đế thành, Giang giật có thể trực tiếp đến doãn ra bốn vực phương bắc thần âm vực, sau đó tiếp theo âm vực lần nữa lên đường đi huyền đế thành đây là kỳ thiên thần an bài cho hắn lộ tuyến thần âm vực vừa lúc ở ở giữa ngược lại là không có đường vòng giang giật cũng quyết định đi một chuyến thần âm cốc gặp một lần cái này âm đế ảnh hoàng đã chỉ truyền tin tức ba người cáo chi thân phận của mình kia đại biểu là ảnh hoàng tuyệt đối tín nhiệm ba người này coi như không giúp hắn ít nhất cũng sẽ không hại hắn đi gặp âm đế không chỉ là tiện đường giang giật kỳ thật muốn đi âm đế kia học một chút đồ vật giống như có thể đem chính mình thần âm thiên kỹ tăng lên hai cấp bậc kia đối mặt bán thần truy sát, hắn chỉ ít có thể bằng vào thần âm thiên kỹ nhẹ nhõm trốn. Thiên cơ thuyền nhanh chóng hướng phía nam phá không mà đi, giang giật trên thuyền ngồi mấy canh giờ, dùng thần niệm dò xét một phen, xác định không có bất kỳ cái gì người khả nghi, cũng không ai truy tung sau yên tâm lại. Hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu hướng tu luyện mật thất đi đến, nơi này đi thần âm vực muốn nửa năm, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, thực lực có thể tăng lên một phần là một phần đi. Đại nhân, cầu các người bỏ qua cho tỉ muội chúng ta đi đừng đánh nữa ô ô tại hắn đi vào tu luyện mật thất lúc đột nhiên nghe được phía trước một cái trong khoang thuyền truyền đến hai đạo thanh âm quen thuộc kia là hai cái trẻ tuổi nữ tử hai người đang khóc cầu kêu rên giang giật lông mày nhíu lại cái này hai tiếng âm hắn ẩn ẩn ở đâu nghe qua nhưng không bao giờ liền là nghĩ không ra đại nhân người giết tỉ muội chúng ta đi muốn chúng ta đi bồi lê lão ma tỉ muội chúng ta tình nguyện chết đúng vậy a à, đại nhân cầu các người thành toàn chúng ta, người có thể để chúng ta phục thị những người khác, cái này lê lão ma tỉ muội chúng ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho hắn. Trong khoang thuyền lần nữa truyền đến thuốc thiết tiếng cầu khẩn, giang giật thân thể chấn động, hắn rốt cuộc biết hai người này là ai. Đây là năm đó đường ra một cái cho phụng đường thắng, nghĩ đưa cho hắn một đôi song bào thai, đường tuyết cùng đường yên. chương 1053, Tâm Thiền, đối với đôi này song bào thai giang giật ấn tượng rất sâu, nếu như là một cái đỉnh cấp Mỹ nhân giang giật sẽ không để ý như vậy. Mỹ nữ hắn gặp nhiều, nhưng hai cái này giống nhau như đúc xong bào thai, khi đó còn dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn gật đầu hai cái này Mỹ nhân liền là hắn, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Khi đó hắn cự tuyệt, hắn một đống lớn sự tình, không tâm tình phong hoa tuyết nguyệt, cũng không muốn hại hai người này. Giờ phút này hắn cũng trần chờ hắn biết rõ chính mình là cái đa tình hạt giống, đối đãi nữ nhân mềm lòng nhất. Hồng nhan họa thủy, mỹ nữ cũng dễ dàng nhất rước lấy tai họa, bởi vì mỹ nữ người người đều muốn lấy được, tự dung dịch dẫn phát xung đột. Mặc kệ, hắn hạ quyết tâm, quay người đi vào trong tu luyện mật thất. Chính hắn sự tình đều một đống lớn, cũng lúc nào cũng có thể chết đi, thiên hạ chuyện bất bình nhiều như vậy, đâu thèm được nhiều như vậy cứu hai nữ tử này khẳng định sẽ chọc cho đến một đống chuyện phiền toái. Ô ô, đại nhân đừng đánh nữa. Đại nhân, người hoặc là trực tiếp giết chúng ta đi, đường ra năm đó đã cứu chúng ta tỉ muội, các người giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không oán hận đường ra a à, hắn vừa mới đi vào đường tuyết đường yên tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu khẩn lại vang lên bước chân hắn một trận sắc mặt trầm xuống tu luyện mật thất quản sự rất biết nhìn mặt mà nói chuyện vội vàng hướng lấy một gã hộ vệ nói ra đi để hà quản sự đem buồng nhỏ trên tàu cấm chế quan bế khác đừng đã quấy dày khách nhân thuận tiện chuyển đạt ta ý tứ như cái này hai nhà đầu không theo tự dùng đại hình đi ừ giang giật thính lực rất nhạy cảm quản sự lời nói bị hắn nghe được hắn dừng lại hướng quản sự vẫy vẫy tay, kia quản sự lập tức cười đi tới, chắp tay nói, đại nhân, xin phân phó. Giang giật giờ phút này hóa thân chính là một cái gấm y công tử, bản thân khí chất rất là bất phàm, mặc dù mặt ngoài thực lực chỉ có thiên quân lục trọng, nhưng quản sự điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, thái độ cũng liền cung kính mấy phần. Giang giật trong tay cầm một cái chiết phiến, hướng bên kia chỉ một cái, cao mày nói, kia hai nữ tử là chuyện gì xảy ra. Quản sự xin lỗi nói, thật có lỗi đại nhân, hai cái này tiện tỳ không hiểu chuyện, đã quấy dày đại nhân, ta đã phái người đi xử lý. Ta không phải nói cái này, giang giật trong mắt hàn mang lóe lên, có một cỗ không giận tự uy khí thế, trầm giọng nói ta nói các nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. a à nha, quản sự bị giang giật khí thế chân nhiếp, trung thực trả lời, đại nhân, đây là chúng ta đường ra hai người thị nữ, trước đó không lâu bị thiên tàn vực lê ra tam trưởng lão coi trọng. Lần trước hắn đi vội vàng sở dĩ không có lập tức muốn người, về sau tìm chúng ta đường ra một vị trưởng lão muốn hai người này. Hai nha đầu này không biết ở đâu nghe được một chút tin đồn, lại liều chết không theo, hà quản sự chính điều giáo đâu. Ta mới vừa từ kia ra, hà quản sự quên mở ra cấm chế, sở dĩ lúc này mới đã quấy dày đại nhân, là tại hạ sai lầm A. Thiên tàn vực, giang giật đối với đông hoàng đại lục tình huống là một trộm không thông, không biết thiên tàn vực ở đâu, càng không nghe nói qua cái gì lê ra. Hắn hỏi, thiên tàn vực ở đâu lê ra rất nổi danh sao còn có cái gì tin đồn, quản sự có chút bó tay rồi, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, thiên tàn vực tại doãn ra bốn vực phía đông, lê gia là thiên tàn vực bá chủ, nhà bọn hắn chủ cũng không phải rất mạnh, chỉ có ngũ tinh thực lực, lê tam trưởng lão cũng là có tam tinh tả hiếu. Nhà bọn hắn tại đại lục coi như nổi danh, bởi vì thiên tàn vực có một loại kỳ lạ bảo vật gọi thiên tàn trúc, là linh hồn đại bổ linh dược, thứ này chỉ có thiên tàn vực có. Mà lại thế hệ này doãn hoàng chính thê, cũng chính là doãn nhược băng mẫu thân là lê gia con em, cho nên chúng ta gia tộc cũng không muốn bác Lê Tam trưởng lão mặt mũi. Còn như tin đồn, ta cũng không gạt đại nhân, Lê Tam trưởng lão là có tiếng lão sắc ma. Hơn 10 năm trước phát sinh một kiện oanh động đại lục sự tình, một cái đại gia tộc diệt một cái tiểu gia tộc, sau đó cái này tiểu gia tộc sở hữu nữ tử, hết thảy hơn 300 người đều bị trói ở cửa thành bên trên, trước mặt mọi người cái kia, sau đó còn toàn bộ bị ngược sát, trong đó còn có 13 tuổi ấu nữ, việc này. Liền là Lê Tam trưởng lão làm, cái gì? Giang giật sắc mặt đại biến, trong mắt sát khí cuồn cuộn, dạng này không nhân tính lão giả thế mà còn sống ở trong nhân thế tiêu giao tự tại bất quá nghĩ đến doãn nhược băng mẫu thân là lê ra người. Giang giật cũng liền bình thường trở lại, có doãn nhược băng mẫu thân cái tầng quan hệ này, cái nào đồ không có mắt dám đi trêu chọc lê ra. Hô hô, Giang giật nhắm mắt lại, thở ra thật dài mấy hơi thở, nội tâm thiên nhân giao chiến. Giống như đường tuyết đường yên hắn không biết, cũng không có gặp được, hắn chắc chắn sẽ không đi quản, giống như hai người thuận theo, hắn cũng sẽ không đi quản. Vấn đề là hắn gặp, hai người cũng liều chết không theo, giống như mặc kệ, hắn lương tâm trải qua phải đi sao hắn lúc ngủ có thể hay không làm ác mộng. Quản lời nói, hắn làm sao quản giống như chọc giận tới Lê Tam trưởng lão, kia sẽ làm thế nào Lê ra phía sau thế nhưng là doãn ra, mấy canh giờ trước kỳ thiên thần còn dặn dò hắn, chớ chiêu chọc chiến ra cùng doãn ra a Giang giật nhắm mắt lại tại trong khoang thuyền đứng trọn vẹn thời gian một nén nhang, cuối cùng hắn mở to mắt đi ra phía ngoài hắn quyết định được chú ý nghĩ biện pháp bảo trụ hai cái này đáng thương nha đầu phật đế tu hơn là tâm thiền giảng cứu tùy tâm tùy ý y theo bản tâm giang giật kỳ thật tu chỗ cũng là tâm thiền hắn làm việc từ trước đến nay thẳng thắn mà làm hắn không muốn để cho hối hận của mình người sống một đời cũng không có nhiều như vậy có thể xoắn suýt giống như không thể tuân theo bản tâm cái kia còn có cái gì khoái ý có thể nói đại nhân đại nhân ngươi làm gì Quản sự gặp Giang Giật hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, vội vàng đuổi theo dò hỏi. Giang Giật dừng lại thân thể, trên người Thiên Quân Đỉnh Phong khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh giọng cùng cái này quản sự nói ra: Ta muốn cầu kiến các ngươi nơi này cung phụng, có chuyện quan trọng thương lượng. Thiên Quân Đỉnh Phong, quản sự khẽ giật mình. Giang Giật sinh mệnh khí tức rất tràn đầy, niên kỳ cũng không lớn, hắn vậy mà có thể đạt tới Thiên Quân Đỉnh Phong, còn có thể che giấu khí tức chẳng lẽ lại là siêu cấp đại gia tộc đệ tử không thành mà lại Giang Giật khí độ phi phàm? đây cũng không phải là có thể giả vờ, hắn cân nhắc liên tục chắp tay nói, đại nhân, mời. Sang giật hờ hướng gật đầu hướng phía trước đi đến, đi ngang qua đường tuyết đường yên chỗ buồng nhỏ trên tàu lúc, hắn dừng bước lại nói, để người ở bên trong đừng ở ngược đãi kia hai cái nha đầu. Sang giật nói xong, trực tiếp hướng số một buồng nhỏ trên tàu đi đến, quen thuộc dáng vẻ. Quản sứ ngoắc cùng một gã hộ vệ dặn dò một tiếng nhanh chóng đuổi theo, đi đến số một buồng nhỏ trên tàu gõ cửa truyền âm bẩm báo. Chi chi, Buồng nhỏ trên tàu đại môn rất mau đánh mở ra, quản sự mỉm cười đưa tay nói, đại nhân, nhà ta đường minh cung phụng cho mời. Giang giật kẻ tài cao gan cũng lớn, xài bước đi đi vào, bên trong có một tên hoa bào lão giả ngồi tại chủ vị, bên cạnh còn có hai tên quản sự ở một bên chờ lấy. Giang giật nhìn lướt qua, chắp tay nói y tam gặp qua đường minh cung phụng. A à, nguyên lai là y công tử, đường minh cung phụng cùng quản sự đối mặt vài lần, trên mặt mỉm cười trở nên nồng nặc mấy phần. Bởi vì Giang giật cũng không có nói tham kiến, cũng chưa hề nói đường minh đại nhân, ngữ khí rất ngông cuồng. Cái này ngược lại nói rõ hắn có lực lượng, không e ngại đường ra cung phục, trọng yếu nhất chính là hắn họ y, đường minh tự nhiên không dám lười biếng. Các ngươi đi xuống đi, một tên thị nữ dâng lên trà bánh, đường minh vung tay lên để ba tên quản sự cùng thị nữ tất cả đi xuống, mời giang giật sau khi ngồi xuống mới hỏi, y công tử tìm lão phu có cùng chuyện quan trọng cứ nói đừng ngại, đường ra thích kết giao nhất thiên hạ hào kiệt. Giang giật cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề chỉ chỉ đường tuyết đường yên buồng nhỏ trên tàu nói, không dối gạt cung phục, tại hạ là là kia hai cái nhà đầu mà tới. Ta đối hai nhà đầu này rất là thích, mời đường cung phụng ra cái giá, chuyện gì cũng dễ nói. Yên tâm, nếu là lê ra tìm phiền toái, tự nhiên coi như ta trên đầu. Ha ha, đường minh trưởng lão cười nhạt một tiếng, lập tức lắc đầu rất khẳng định nói ra, y công tử, người muốn đường tuyết đường yên nếu là sớm nửa năm, đó căn bản không phải chuyện gì lại không được, người coi như mở ra giá trên trời cũng không được, xin lỗi. chương 1054, chuyện ngu xuẩn. Giá trên trời đều không được, Giang giật cùng đường minh liếc nhau, cảm giác sự tình có chút phiền phức, đường minh thái độ phi thường kiên quyết, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi ta ra một nghìn ước thiên thạch, như thế nào. Phốc, đường minh nhìn thấy Giang giật uống trà, hắn cũng nâng chung trà lên, nghe được câu này thoáng cái phun tới, liên thanh ho khan vài tiếng, lúc này mới ái náy nhìn qua Giang giật nói, thật có lỗi, y công tử, cho ngươi chê cười. Đường Minh không phải không gặp qua thiên thạch, chỉ là lần đầu tiên nghe được có người vì hai nữ nhân ra như thế giá trên trời, bất luận nói thế nào, y công tử khí này độ để đường Minh kính nể vạn phần, người bằng hữu này ta giao. Đường Minh thân là đường ra cung phụng, gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, trăm tỷ thiên thạch cũng không phải chuyện gì. Không bằng hắn liền là gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, Nói nhiều làm ăn lớn mới có thể như thế kinh ngạc đường tuyết đường yên là tuyệt sắc không sai, nhưng các nàng chỉ là hai cô nhi, đường ra bồi dưỡng ra được tặng người thị nữ thôi, trục tỷ thiên thạch có thể mua một kiện ngụy thần khí, hai nữ tử này có thể đáng 10 cái ngụy thần khí. Giang giật nhướng mày, đường minh nói một đại thông, nhưng không có nửa điểm nhả ra ý tứ, hắn nhàn nhạt quét đường minh một cái nói, thiếu đi. Không phải, y công tử hiểu lầm, đường minh liên tục khoát tay nói, ta không phải ý tứ này, kỳ thật. Chỉ bằng công tử vừa rồi kia khí độ, ta liền có thể đem đường tuyết đường yên miễn phí đưa tặng cho ngươi, kết giao ngươi người bạn này. Không dối gạt lão đệ, hai người này là Lê Tam trưởng lão muốn người, chúng ta đường ra hành tẩu tứ phương, cùng thiên hạ anh hào liên hệ làm ăn, giảng cứu chính là một cái tin chữ. Đã chúng ta đã đáp ứng Lê Tam trưởng lão, coi như người khác ra giá một ngàn tỷ, mười vạn ức chúng ta cũng không thể bán. Đường gia tín dự đối với chúng ta mà nói cao hơn hết thảy, sở dĩ lão đệ chỉ có thể xin lỗi nói được mức này cũng không có gì để nói giang giật trầm mặc việc này không dễ làm a à, đường ra không hé miệng hắn chỉ có đi chặn giết cướp người nói như vậy nhân thể tất yếu cùng lê gia khai chiến lê gia nghe nói không có bán thần hắn cũng không e ngại liền sợ doãn ra đuổi giết hắn không phải vạn bất đắc dĩ giang giật không muốn cùng doãn ra là địch dù sao doãn nhược băng đã từng đối với hắn có ân đường ra vinh dự cao hơn hết thảy hắn lầm bầm hai câu này đột nhiên trong mắt sáng lên mở miệng nói, nếu như nói ta họ y, các ngươi cũng không thể giàn xếp giàn xếp. Giang giật câu nói này rất mâu thuẫn, cũng rất có thâm ý, hắn nghĩ thăm dò thoáng cái đường minh phản ứng. Đường minh đôi mắt co rụt lại, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu nói, coi như công tử họ y, việc này cũng không có cách nào giàn xếp, mà lại áo thật công tử y thiền tiểu thư tới cũng không có cách, đường ra có tổ huấn, đường ra tín dự cao hơn hết thảy. Tốt, Giang giật quát khẽ một tiếng, trong tay giới chỉ sáng lên, một khối rõ ràng kim lệnh bài xuất hiện, hắn trên bàn vỗ nói, lại thêm khối này lệnh bài cũng không được sao. a à, đường minh nhìn chằm chằm trên bàn rõ ràng kim lệnh bài, trong đôi mắt già nua đều là tinh mang, hắn quét lệnh bài hai mắt, lại nhìn giang giật hai mắt, đột nhiên đứng dậy hai tay nguyên lực lấp lánh đối đại điện vách tường đánh tới. Ông, vách tường quang mang lấp lánh, cấm chế mở ra, đường minh lại nhắm mắt lại tản ra thần thức dò xét mấy lần. Lúc này mới đứng dậy hướng Giang giật chắp tay nói, Giang công tử, lại là ngươi lão hủ thất kính. Giang giật không có nửa điểm ngoài ý muốn, hắn lấy ra lệnh bài, kỳ thật cũng đại biểu bại lộ thân phận. Đường ra như thế cường đại, làm sao lại đoán không ra thân phận của hắn hắn nhìn thấy đường minh làm như thế phái cũng rất là hài lòng, bất luận nói thế nào, theo mặt ngoài xem đường ra hẳn là sẽ không đổi chắc hắn. Giang giật cười nhạt một cái nói, đường minh cung phụng, ta đối với các người đường ra một mực rất thưởng thức, lần trước cùng đường thắng lão ca cũng trò chuyện vui vẻ, ta muốn cùng các người đường ra một mực làm bằng hữu xuống dưới, đa tạ giang công tử yêu mến đường minh mặt đỏ lên lần nữa chắp tay nói công tử có thể đối ta công khai thân phận kia là đối với chúng ta đường ra tín nhiệm công tử yên tâm thân phận của ngươi đối với chúng ta đường ra tới nói là cơ mật tối cao lần này cũng sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài liền xem như cửu đế gia tộc cũng không được tốt giang giật quát khẽ một tiếng đứng lên nói đường ra quả nhiên không có khiến ta thất vọng xin chuyển cáo gia chủ của các ngươi giang mỗi ngày sau nếu có một phen thành tựu các ngươi đường ra mãi mãi cũng là bằng hữu của ta. Đường Minh lắc đầu khoát tay nói, công tử thành tựu tựu rất lớn, mà lại thực không dám giấu giếm, ta ra tộc trưởng đối công tử phi thường thưởng thức. Hắn nói công tử rất có thể trở thành cái thứ hai huyền đế, cho nên đối với chúng ta đường ra tới nói, ngươi là khách nhân tôn quý nhất. Ây, Giang giật không nghĩ tới chính mình lại bị đường ra coi trọng như thế, trong lòng treo lấy một viên thạch đầu cũng để xuống. Đường ra xem ra tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài thân phận của hắn, đường ra làm ăn thấy lâu dài, như hắn giang giật thật trở thành cái thứ hai huyền đế, đối với đường ra tới nói cái kia chính là thiên đại phúc lợi. Giang giật nhẹ gật đầu, không còn nói những lời khách sáo này, mà là xoay chuyển ánh mắt, nói ra ta cũng không gạt ngươi, đường tuyết đường yên lần trước đường thắng lão đại ca chuẩn bị đưa cho ta, bất quá. Khi đó ta cực tuyệt, lần này lần nữa gặp được, cũng coi là duyên phận, giang mẫu cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, chỉ là gặp hai người này lại là đáng thương, lê tam trưởng lão ngươi cũng biết hắn là ai. Việc này ta không làm viện thủ, ta lương tâm trải qua ý không đi, ta người này làm việc giảng cứu tuân theo bản tâm, suy nghĩ không thông suốt, đối với ta tu luyện cũng có ảnh hưởng. Dạng này a, à, đường minh nghe được mặt mũi tràn đầy thổn thức hổ thẹn, mặt ngo đỏ ửng nói, công tử cao thượng, vừa rồi ngươi mở miệng tựu trăm tỷ, ta nên nghĩ đến là công tử, trên thế giới này đâu còn có cái thứ hai như thế hào hùng người việc này cho ta ngẫm lại. Giang giật nâng chung trà lên trầm mặc, chuyện này hắn kỳ thật làm rất ngu xuẩn, giống như đường ra phản bội hắn, Bắc Đế đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đuổi theo tới, đột hạ sát thủ, hắn trốn đều chạy không thoát. Không bằng hắn không hối hận, chuyện hắn quyết định chưa từng cải biến, chết không đáng sợ, liền sợ không có huyết tính, đã mất đi bản tâm. Nhân sinh không ngẫu nhiên xúc động thoáng cái, không có một chút truy cầu, không có một tia huyết tính, đó cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào? Ầm, uhm, Đường minh trưởng lão nghĩ đến dòng dã thời gian một nén nhang, đột nhiên vỗ bàn một cái nói tốt, Giang công tử cao thượng như vậy, ta đường minh làm sao có thể làm rùa đen rút đầu công tử cứ việc đem hai người này mang đi, mọi chuyện một mình ta chịu trách nhiệm, cho dù chết. Đường minh cũng sẽ không đem công tử khai ra đi, Giang giật nhìn chầm chầm đường minh con mắt nhìn ra ngoài một hồi, nội tâm u u thở dài, một người con mắt không có khả năng gạt người, hắn nhạy cảm như thế quan sát lực, đường minh nếu là có thể giấu giếm được hắn, hắn cũng nhận thua. Cái này đường minh rõ ràng muốn giúp hắn, lại không muốn bại hoại đường ra danh dự, sở dĩ chuẩn bị chính mình chống đỡ chuyện này đoán chừng chờ hắn mang theo sau khi hai người đi, hắn sẽ đích thân đi lê ra thỉnh tội, mặc cho xử trí, cũng sẽ hướng đường ra thỉnh tội, đem mọi chuyện đều tiếp tục chống đỡ. Giang giật sẽ để cho đường minh khiêng sao giống như như thế giang giật vẫn là giang giật sao. Hắn cũng không có chút gì do dự, khoát tay nói, minh lão ca, người cũng quá xem thường ta giang giật, việc này không cần nói năng dườm giả, Mọi chuyện ta đến khiêng, cùng ngươi không có nửa điểm liên quan. Bất quá ta cần lão ca phối hợp ta thoáng cái, cùng một chỗ diễn một tuồng kịch, người cũng biết ta không thể bại lộ thân phận. Còn đắc tội lê ra cùng doãn ra giang mỗ cửu nhân đã đủ nhiều, lại nhiều hai cái cũng không sao, vũ gia đều giết không được ta, bọn hắn. Cũng không được, chương 1055, song bào thai khác nhau. Từ nơi này đến thần âm vực muốn nửa năm, thần âm vực tại doãn ra bốn vực phía bắc, thiên tàn vực lại tại doãn ra bốn vực phía đông, rời đi cũng không xa. Sở dĩ muốn đến thiên tàn vực cũng cần nửa năm, giang giật cũng không làm gì gấp, cùng đường minh thương nghị một trận quyết định trước bế quan, đến lúc đó lại nói. Làm sao cứu đường tuyết đường yên mạch suy nghĩ định ra tới, đường ra chú trọng tín dự, sở dĩ hai người này không thể tại đường ra trong tay biến mất, chỉ có thể ở lê ra trên tay đoạt. Đường minh có thể phối hợp, việc này liền dễ làm, lê ra không có bán thần, đối với giang giật tới nói không có áp lực. Vấn đề duy nhất, việc này không thể làm quá kiêu căng, mà lại giang giật còn nhất định phải có hợp lý thân phận lý do xuất thủ, dù sao lê ra thân phận đặc thù, bình thường người khẳng định không dám động thủ trên đầu thái tuế, việc này sẽ khiến ngoại nhân ngờ vực vô căn cứ. Như doãn ra truy tra phía dưới rất có thể đoán được giang giật chân thực thân phận, cửu đế gia tộc năng lượng quá lớn, bọn hắn trong bóng tối điều tra, giang giật thậm chí không có cách nào phát giác, hắn nhất định phải như dẫm trên băng mỏng, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Đường Minh nghe được giang giật kế hoạch, biết rõ tâm ý của hắn đã định, cũng không tiếp tục nhiều lời. Chỉ nói nửa năm này thời gian hắn cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem có thể hay không có biện pháp tốt hơn giống như có thể không động thủ kia là tốt nhất rồi thương nghĩ tốt về sau Đường Minh tự mình mang theo Giang Giật đi số hai buồng nhỏ trên tàu đi vào Giang Giật liền thấy trên mặt đều là sưng đỏ nước mắt hai cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân hơn 2 năm không gặp Đường Tuyết Đường Yên càng xinh đẹp hơn trước đó là nụ hoa muốn phóng nụ hoa giờ phút này đều dài mở ra trước lồi sau lõm tư thái rất đẹp hai tỷ muội đều mặc váy trắng giống nhau như đúc căn bản không nhận ra ai là ai Đường Minh quét qua hai tỷ muội, trầm giọng nói ra, "Hai người các ngươi tỉ muội nghe, trong khoảng thời gian này hầu hạ vị này y công tử." Ách, à, bên trong một vị trung niên quản sự vô cùng ngạc nhiên, Đường Tuyết Đường Yên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Dật, mặt mũi tràn đầy không hiểu, lập tức thân thể mềm mại đồng thời run lên, trong mắt đều là vẻ không dám tin. "Các nàng hai tỷ muội đã đưa cho Lê Tam trưởng lão, Đường Minh vì sao lại làm cho các nàng vị này hầu hạ công tử trẻ tuổi chẳng lẽ lại đường ra thay đổi chủ ý không đem các nàng đưa cho cái kia lão sắc ma?" Hà quản sự cuống lên, Lê Tam trưởng lão muốn thế nhưng là tấm thân xử nữ, để đường tuyết đường yên phục thị giang giật một đoạn thời gian cái này vạn nhất bị phá thân thể, đường gia tín dự tựu quét sân, sở dĩ hắn cắn răng nói ra cung phụng, cái này không được đâu. Có cái gì tốt không tốt, đường minh khoát tay chặn lại, quả quyết nói ra, đây là mệnh lệnh, còn có việc này bất luận kẻ nào không phải truyền ra ngoài, người vi phạm. Giết không tha, hai người các ngươi tỉ muội còn không cảm ơn y công tử đường tuyết đường yên rốt cuộc tỉnh ngộ lại vội vàng hướng lấy giang giật dập đầu khấu tạ nói đa tạ công tử đại ân đường cung phụng vậy ta về trước đi tu luyện quay đầu ta lại tìm ngươi giang giật rất hài lòng nhẹ gật đầu mang theo đường tuyết đường yên hướng chính mình buồng nhỏ trên tàu đi đến hai cái yếu đối thiếu nữ cái này mấy ngày rất là chịu tội mặc dù không có mặt mày hốc hác nhưng toàn thân đều là ám thương đi đường đều chỉ có thể dắt nhau đỡ tiến vào buồng nhỏ trên tàu hai thiếu nữ còn tựa như nằm mơ ruột rè nhìn qua Giang Giật, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Giang Giật thản nhiên ngồi lên chủ vị, chính mình cho mình rót một ly trà, lúc này mới theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra hai cái đỉnh cấp thuốc chữa thương, đưa cho hai người nói, trước nuốt vào đi, cũng đừng lưu lại cái gì nội thương, đây là cấp cao nhất thuốc chữa thương, các người thương thế trên người hai ngày liền có thể tốt. Đa tà công tử, hai người sợ hãi liền muốn quỳ xuống, Giang Giật liền vội vàng khoát tay nói tốt, các người nghe, đi theo ta không có quy củ nhiều như vậy, không nên hơi một tí quỷ xuống, các ngươi cũng an tâm ở lại, có ta ở đây. Các ngươi về sau là an toàn, hai thiếu nữ liếc nhau, một người sợ hãi mà hỏi kia. Về sau chúng ta có thể một mực đi theo công tử sao? Không thể, Giang giật từ tốn nói, hai thiếu nữ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, bất quá Giang giật câu nói tiếp theo để cho hai người vui đến phát khóc, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cùng đường ra không còn có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá các ngươi không thể mỗi ngày đi theo ta, chuyện của ta tương đối nhiều ta sẽ an bài các ngươi đi một chỗ, về sau các ngươi liền là thân phận tự do, các ngươi muốn làm gì đều có thể, gặp được ngưỡng ngộ trong lòng nam tử, các ngươi thậm chí có thể lấy chồng. Bịch, hai tỷ muội dừng một chút trùng điệp quỳ xuống, một người lệ rơi đầy mặt nhìn qua giang giật nói ra, công tử đại ân đại đức, tỷ muội chúng ta khó có thể báo đáp, đời này chúng ta sinh là công tử nô tỳ, chết cũng là công tử quỷ, lấy chồng sự tình công tử không được lại nói. Công tử quỷ, giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, Lời này làm sao nghe được như vậy khó chịu a à hắn khoát tay áo nói, được rồi, mới vừa nói không nên hơi một tí quỷ xuống, có thể đụng tới các ngươi là duyên phận, các ngươi ngay tại cái này an tâm ở lại đi, cái gì đều không cần làm. Hai tỷ muội đứng lên, cảm kích nhìn qua giang giật, một người xoa xoa nước mắt nói, công tử người thật tốt, người là nhất định là bồ tát chuyển thế đi. Ha ha ha, giang giật cười to lên, hắn giang giật hai tay nhuộm hết tiên huyết, bị hắn giết người vô số kể, Thế mà còn có người nói hắn là Bồ Tát chuyển thế, hắn nhìn chằm chằm hai tỷ muội nhìn kỹ vài lần, có chút hiếu kỳ nói ra, hai người các ngươi giống nhau như đúc, ta làm sao biết ai là Đường Yên, ai là Đường Tuyết a, à, các ngươi trên người có cái gì khác biệt đặc thù sao? A, à, Giang giật một câu để hai tỷ muội sắc mặt đều nổi lên hồng vân, hai người liếc nhau, một người đỏ mặt nói, hồi công tử, từ bên ngoài xem chúng ta tỉ muội không có cách nào phân chia, ta trên bụng. Ngược lại là có cái không quá rõ ràng bớt, còn có ta là tỷ tỷ Đường Tuyết nàng là muội muội đường yên muội muội cái kia lớn hơn một chút còn lại không có gì khác nhau giang giật khẽ giật mình lập tức tỉnh ngộ lại mặt mo đỏ ửng ánh mắt lại là bản năng hướng hai tỷ muội trước ngực cao ngất nhìn lại quả nhiên phát hiện có một chút điểm khác nhau đường yên ngực quả nhiên lớn một chút hắn phát hiện đường tuyết phụng trộm đang nhìn hắn vội vàng rời ánh mắt giả bộ uống trà bất quá uống đến qua gấp thoáng cái bị sặc liên thanh ho khan hai tỷ muội cũng ngượng ngùng cúi đầu xuống toàn thân nóng hổi đợi một hồi giang giật khôi phục lại có chút nhức đầu cái này hai tỷ muội gần như giống nhau như đúc về sau làm sao phân chia a à, chẳng lẽ lại mỗi lần muốn phân biệt đều nhìn chằm chằm các nàng ngược xem đúng rồi giang giật vỗ đùi nói đường tuyết đường yên các ngươi về sau trên đầu phân biệt mang khác biệt châm gài tóc đi ta liền có thể phân biệt các ngươi ông giang giật thần thức tại cổ thần nguyên trong nhẫn đảo qua hắn giết qua rất nhiều người cũng đã nhận được vô số bảo vật rất nhiều bảo vật hắn cũng lười thanh lý một mạch ném vào trong giới chỉ, hắn thần thức quét mấy lần, phát hiện một chút châm gài tóc trang sức. Hắn lấy ra hai cái khác biệt châm gài tóc, phân biệt đưa cho hai người nói, đường tuyết, ngươi về sau tựu mang theo cái này hoa mai châm gài tóc, đường yên ngươi mang theo hoa lê búi tóc, ta liền có thể phân biệt. Hi hi, đa tả công tử, công tử thật tốt. Đường tuyết ngòn ngọt cười, đường yên thì xấu hổ cười một tiếng. sang giật lại phát hiện một điểm, đường tuyết tính cách tương đối hoạt bát, đường yên thì tương đối thẹn thùng một chút. Tốt, ta muốn tu luyện, các ngươi an tâm tại cái này đợi đi. Thu xếp tốt hai người, Giang giật không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, chuẩn bị bồi dưỡng luyện mật thất, hắn còn chưa đi ra đi hai tỷ muội lại luống cuống, đường tuyết mở miệng kêu một tiếng, công tử. Giang giật kinh ngạc dừng chân lại nói, làm sao còn có việc. Đường tuyết cắn môi nói, chúng ta muốn cùng công tử, người không tại, chúng ta sợ. Đường ra lại đem chúng ta bắt đi, đưa cho Lê Lão Ma. Vậy được rồi, Ta đem các người bỏ vào ta một cái không gian thần khí bên trong, nơi đó là tuyệt đối an toàn. Giang dập nghĩ nghĩ, đưa cho hai người một cái cổ thần nguyên giới, bên trong có rất nhiều đồ ăn thanh thủy năng lượng đan thường ngày vật dục, sau đó lấy ra đế cung đem hai người thu vào. Đường ra mặc dù xem tình huống sẽ không phản bội hắn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vạn nhất có biến đem hai người đặt ở đế cung bên trong cũng tốt trước tiên đào tẩu. Đến thiên tàn vực trước đó muốn đi ngang qua thần âm vực, giống như âm đế có thể giúp đỡ cũng là không cần động thủ cướp người. Cũng không biết âm đế là một cái dạng gì người, có thể hay không giúp ta. Giang giật u u thở dài, quay người bước nhanh mà rời đi, đi vào tu luyện mật thất, tiếp tục bắt đầu tu luyện khô khan. Trường 1056, cảm giác này rất tốt. Đạo văn này cảm mộ quá khó khăn, dòng rã năm tháng, không có một tia đầu mối A. Trong tu luyện mật thất, Giang giật có chút nhức đầu mở to mắt. Bế qua năm tháng, hắn một mực nếm thử đi lĩnh hội một chút đạo văn, nhưng một loại cấp thấp nhất hạ giai đạo văn đều lĩnh hội không được thiên tư của hắn theo coi như hẳn là rất không tệ cảm mộ không được chỉ có thể nói minh đạo văn thật rất khó khăn cảm mộ để hắn hơi có chút an ủi là đường ra hoàn toàn chính xác rất đáng tin cậy trước đó nửa tháng hắn một mực tải thiên nhân hợp nhất trong trạng thái dò xét đường minh cùng thiên cơ thuyền bên trên đường ra võ giả cũng không có bất kỳ cái gì dị thương năm tháng như đường ra phản bội hắn giờ phút này bác đế đã sớm giết tới cửa khác thương hội làm chính là sinh ý, chúng ta thương hội làm chính là người. Hắn nhớ tới đường thắng, nội tâm đối đường ra càng là khâm phục, khó trách đường ra có thể trở thành cửu đế phía dưới đệ nhất gia tộc, liền cửu đế gia tộc đều có chút kiêng kỵ bọn hắn, đường ra hoàn toàn chính xác rất là bất phàm. Đường ra thấy rất lâu dài, không thèm để ý không bao giờ, một thành một chấn số tốt. Cái này thiên hạ nói cho cùng là khống chế tại một số nhỏ trong tay cường giả, ai có thể đi đến đỉnh cao kim tự tháp liền có thể hùng bá một phương đường ra cùng vô số cường giả giao hảo những cường giả kia giống như muốn làm sinh ý luôn không khả năng đi tìm cái khác thương hội a à cứ như vậy toàn bộ thiên hạ lớn nhất sinh ý đều là đường ra tại làm bọn hắn không chỉ có thể đạt được liên tục không ngừng to lớn lợi ích còn có thiên hạ đếm không hết cường giả là minh hữu hậu thuẫn sát một phát động toàn thân ai dám tìm đường ra phiền phức cũng kỳ như giang giật như hắn ngày sau năng lực kháng bác đế vũ gia tại đông hoàng đại lục chỗ dựa trở thành chúa tể một phương đường ra tìm tới cửa muốn tại hắn địa bàn bên trên làm chút hít sinh ý giang giật sẽ cự tuyệt sao hội không cho chiếu cố sao năm tháng cũng nhanh đến thần âm vực đi giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét thoáng cái tình huống bên ngoài xác định không có bất cứ vấn đề gì lại dụng thần thức quét thoáng cái đế cung phát hiện đường tuyết đường yên ngoan ngoãn ở bên trong ở lại hắn nghỉ ngơi trong chốc lát quyết định lại bế quan một tháng đến thần âm vực lại nói năm tháng đến hắn không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp tốt chỉ có thể đi trước thần âm cốc. Lần bế quan này không có đủ 20 ngày, hắn tự bị đánh gãy, trong mật thất vách tường cấm chế lấp lánh, bên ngoài có người xúc động cấm chế. Ừ, Giang giật trước tiên lợi dụng thiên nhân hợp nhất dò xét tình huống bên ngoài, thấy là một tên quản sự sau hắn thở dài một hơi, mở ra bên trong căn phòng cấm chế truyền âm ra ngoài, chuyện gì? Y công tử, cung phụng cho mời, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Quản sự truyền âm vào đây, có chút gấp bách, Giang giật nhướng mày, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là tiếp tục truyền âm nói, rời đi thần âm vực còn bao lâu? Sáu ngày, quản sự rất khẳng định trả lời, Giang giật gật đầu đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi đến bên ngoài đế cung lóe lên, đem đường tuyết đường yên phóng ra, đối với các nàng phân phó nói, các người ở bên trong khó chịu mấy tháng, đi bên ngoài đi vòng một chút đi, Hà quản sự, cho các nàng đưa chút món ăn nóng đồ ăn. Đa Tạ công tử, hai tỷ muội hoàn toàn chính xác buồn bực hỏng, vừa ra tới vui vẻ ghê gớm giang giật cười nhạt một tiếng trực tiếp hướng số một buồng nhỏ trên tàu đi đến buồng nhỏ trên tàu đại môn mở ra đường minh vừa nhìn thấy giang giật vội vàng ngoắc nói mau vào giang giật đi vào về sau đường minh mở ra gian phòng cấm chế giang giật gặp hắn sắc mặt ngưng trọng liên thanh hỏi đã xảy ra chuyện gì lê tam trưởng lão tới đường minh trầm giọng nói ra cái này lão ma đã đến thần âm thành đưa tin để cho ta đem người trực tiếp đưa đi thần âm thành giang giật đôi mắt thoáng cái lạnh xuống thần âm thành đây chính là thần âm vực chủ thành, giống như tại thần âm thành giao người, hắn còn thế nào động thủ động thủ có mấy cái vấn đề, một là động tính quá lớn, hai âm đế có thể hay không ra mặt ra mặt giống như không giết giang giật, vậy liệu rằng để cho người ta hoài nghi đến lúc đó doãn ra cùng lê ra một khi truy tra, không nói truy tung đến hắn, coi như xác định là hắn giang giật, việc này liền phiền toái. Hắn muốn đi huyền thần sơn, dưới núi tự ở một cái cửu tinh cường giả, một khi hắn trở lại đông hoàng đại lục sự tình bộc lộ, không nói bác đế hội truy sát, hắn có thể hay không bên trên huyền thần sơn tựu không được biết rồi, giống như chiến đế đạt được tiếng gió, tiềm phục tại huyền thần dưới núi, hắn tự tự chui đầu vào lưới. Giang giật nghĩ một lát, vẫn là không có biện pháp gì, ngẩng đầu dò hỏi, lê lão ma làm sao lại đến thần âm thanh. Đường Minh giải thích nói, sau 10 ngày là âm đế duy nhất tôn ngày đại hôn, phụ cận đại gia tộc tử đệ đều tới, doãn ra giống như cũng tới người. Đúng, âm đế tôn tử cưới vẫn là doãn ra tiểu thư giang giật trợn trắng mắt làm sao lấy tới lấy lui lại kéo tới doãn ra quan hệ này loạn thất bát tao để hắn có chút đau đầu hắn ngồi xuống ép buộc chính mình tỉnh táo vừa nghĩ biện pháp nếu không việc này ta đến khiêng đi đường minh gặp giang giật rất là khó xử cắn răng nói ra ta liền nói đường tuyết đường yên không phục tùng quản giáo bị ta dưới cơn nóng giận giết ta lại tìm hai nữ tử đưa cho lê lão ma hắn hẳn là sẽ không gây chuyện gia tộc bên kia ta tự nhiên sẽ đi bàn giao tộc trưởng như biết rõ là ngươi Khẳng Định cũng sẽ không trách cứ của ta. Yên tâm, việc này ta sẽ chỉ hướng tộc trưởng ở trước mặt cho thấy, bất kỳ người nào cũng sẽ không tiết ra ngoài. Không vội, Giang giật khoát tay áo, nghĩ nghĩ hỏi, âm đế Tôn Tử đại hôn người sẽ đi tham gia sao? Tự nhiên, Đường Minh gật đầu nói, ta vừa vận động tới khẳng định phải đi, coi như ta không có đụng tới, chúng ta đường ra cũng sẽ phái người đi. Âm đế thế nhưng là cửu đế bên ngoài cái thứ nhất phong đế cường giả vô địch. Kia tốt. Giang giật đứng lên nói, người trước hết kéo mấy ngày, liền nói đường tuyết đường yên được một loại hiếm thấy bệnh, qua mấy ngày lại cho cho hắn, việc này đợi đi đến thần âm cốc lại nói. Giang công tử cũng muốn đi thần âm cốc đường minh kinh ngạc nhìn qua Giang giật hỏi, người cùng âm đế nhận biết. Giang giật cười nhạt một cái nói, việc này ngươi cũng đừng quản, quay đầu ta giả mạo tùy tùng của ngươi cùng đi thần âm cốc đi, các loại chờ tiệc cưới qua đi ta tự nhiên sẽ cho ngươi một biện pháp tốt. Mặt khác, ngươi đừng tiến người cho lê lão ma, loại này lão sắc ma tặng người đi qua, hội hại người khác cô nương cả đời, đây là nghiệp chướng A. Ai, đường minh nghe được giang giật nặng nề thở dài, loại chuyện này hắn cũng không muốn, nhưng thân ở giang hồ thân bất do kỷ, ngồi lên vị trí này, nhiều khi đều muốn làm ra một chút vi phạm lương tâm đạo đức bẩn thỉu sự tình. Giang giật cùng đường minh bàn giao vài câu, về tới chính mình buồng nhỏ trên tàu, lần này hai cái nhà đầu không có ngây ngốc đứng, rất tự nhiên tiến vào thị nữ nhân vật. Một cái cho giang giật bưng trà đổ nước, một cái cho Giang giật đấm lưng bóp cước, thủ pháp rất lão luyện, rõ ràng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Giang giật nhắm mắt lại, thầm nghĩ lấy đi thần âm cốc sự tình không có để ý hai người, ngồi một hồi mới mở to mắt, nhìn qua đầu gối trước hai chương nhất mô hình đồng dạng mặt nói, đường tuyết đường yên, qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ để cho người ta đem các người bí mật đưa đi một chỗ, các người đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, đến đó các người có thể không buồn không lo sinh hoạt, các người nguyện ý không. Không, đường tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta muốn cùng công tử, chúng ta không sợ chết, chúng ta khi còn bé cũng là chết qua người. Mặc dù cùng công tử chưa thấy qua mấy lần mặt, nhưng chúng ta có thể cảm giác được, công tử là một cái người rất hiền lành, là một cái to lớn người tốt, có thể đi theo công tử là tỉ muội chúng ta tu cửu thế phúc phận. Đường Yên cũng trọng trọng gật đầu nói, tỷ tỷ nói rất đúng, đi theo công tử chúng ta hội không hiểu có loại an tâm cảm giác, loại cảm giác này. Rất tốt, chương 1057, ẩn tàng linh thể. Sáu ngày thời gian trôi qua rất nhanh, phía trước một tòa to lớn cự thành cũng ra giang giật trong tầm mắt. Hắn đứng tại bong tàu bên trên, đường tuyết đường yên bị hắn ném vào đế cung bên trong, giang giật cũng không yên tâm lưu tại trên thuyền, vạn nhất lê lão ma cưỡng ép đi lên dẫn người đâu. Giang giật không còn mặc một bộ trường bào, mà là mặc một thân màu lam chiến giáp, hắn ngụy trang thành đường ra một tên thống lĩnh, giờ phút này đứng tại bong tàu bên trên tại chấp cần. Ông, thiên cơ thuyền chậm rãi dừng lại, phòng bảo hộ mở ra bộ phận muốn xuống thuyền khách nhân nhao nhao bay xuống thiên cơ thuyền, bởi vì đường minh muốn đi tham gia âm đế tôn tử đại hôn, sở dĩ thiên cơ thuyền muốn tại cái này dừng lại nửa tháng, rất nhiều khách nhân cũng đi theo xuống thuyền, đi thần âm thành đi dạo. Bọn người không sai biệt lắm xuống dưới về sau, đường minh mang theo mấy người đi ra, hắn hướng giang giật khô tay nói, y tam, người theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Hộ vệ bên cạnh bọn họ hiện lên vẻ khác lạ, bất quá đều không người nào dám hỏi nhiều nhìn nhiều, đường ra quy củ rất nghiêm ngặt, không nên đánh nghe sự tình, ai cũng không dám loạn đả nghe. Đường Minh mang theo giang giật cùng bốn tên thiên quân đỉnh phong đại thống lĩnh bay xuống buồng nhỏ trên tàu, còn không có vào thành môn, một đám người tựu ra đón, cầm đầu là một tên tóc hoa dâm uy nghi lão giả, thật xa tự chắp tay nói, tại hạ thuật lại khác, là trần gia tam trưởng lão, đã sớm nghe nói đường Minh trưởng lão uy danh, hôm nay mới đã thấy một lần, hạnh ngộ hạnh ngộ. Âm đế cũng không họ âm, mà là họ Trần tên bằng phi, âm đế chỉ là ngoại nhân đối với hắn xưng hô, âm đế gia tộc cũng chính là Trần gia, Giang Dật những chuyện này ngược lại là nghe nói, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đường Minh cười nghênh đón tiếp lấy cùng thuật lại khắc Hàn Nguyên nửa ngày, mới mang theo Giang giật bọn người lên một cỗ xa hoa chiến xa thẳng đến Trần gia đại viện. Thần Âm Thành là thần âm vực vực chủ thành, âm đế nhi tử tộc nhân đều ở tại Thần Âm Thành nội, âm đế một người ở tại thành đông ngoài mấy chục dặm thần âm cốc. Thần âm cốc gần như không thấy người ngoài dám xông loạn giết chết bất luận tội, giang giật lần này mượn đại hôn ngược lại là vừa vặn vụng trộm trà trộn vào thần âm cốc bên trong, đại hôn thế nhưng là tại thần âm cốc bên trong cử hành. Thần âm thành rất lớn, phi thường phồn hoa, có âm đế khối này bảng hiệu ở phía trên chống đỡ, nơi này không muốn phồn hoa cũng khó khăn. Giang giật bọn người dòng giã cưới chiến xa chạy được nửa canh giờ mới tiến vào một tòa hào hoa phủ đề. Hết thảy có đường minh ở phía trước cản trở, Giang giật đóng vai một cái lãnh khốc hộ vệ, như gỗ đi theo sau lưng ngược lại là an nhàn. Tiến vào trần gia đại viện trần gia lại tới rất nhiều trưởng lão, gia chủ đều tự mình ra mặt, đường ra mặt tử không có thể nói không lớn. Trần gia gia chủ ra lúc, giang giật ngược lại là vụng trộm nhìn hắn vài lần, đây là âm đế nhi tử, cũng coi là người mình, bất quá gần nhất tới khách nhân nhiều lắm, trần gia gia chủ hàn huyên vài câu tựu vội vàng rời đi. Xa xa xa, trần gia gia chủ vừa đi không bao lâu, bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân rồn rập, một cái hoa bào lão giả mang theo hai người vội vàng đi tới, nhìn thấy đường minh sau thoáng cái hai mắt tỏa ánh sáng, quát khẽ nói, đường trưởng lão tốt, Lê Hồng hữu lễ. Lê Hồng, sang giật đôi mắt có chút co rụt lại, Lê Tam trưởng lão tự gọi Lê Hồng A, ánh mắt của hắn hướng Lê Hồng nhìn lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này Lê Hồng bề ngoài nhìn chỉ có 50 tuổi, tướng mạo ngược lại là coi như không tệ, đầu vuông tai to, khí độ bất phàm. Không bằng hắn cái mũi có chút mang móc câu, bờ môi hơi bạc, cho người ta một loại hung ác nham hiểm cảm giác, trong mắt của hắn cũng thỉnh thoảng hiện lên vẻ âm tàn, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu nhân vật, là loại kia cực kỳ độc địa người. Tốt tốt, tam trưởng lão người bận người cứ đi đi, ta cùng đường minh lão ca trò chuyện điểm việc tư, trễ chút đang tìm người uống rượu. Hàn huyên vài câu về sau, Lê Hồng đột nhiên cùng trần ra tam trưởng lão nói, kia tam trưởng lão mỉm cười cáo từ. Lê Hồng lập tức vẻ mặt tươi cười bu lại, nói, đường minh lão ca, của ta kia hai cái tiểu mỹ nhân đâu hắc hắc, lúc đầu lần này gia tộc muốn phái những người còn lại tới ta không chờ được nữa lúc này mới tự mình tới vì hai cái này tiểu mỹ nhân ta thế nhưng là cho các ngươi đường ra một trăm gốc cực phẩm thiên tàn trúc đủ ý tứ a giang giật sắc mặt lần nữa phát lạnh hắn rất ít chán ghét một người năm đó cơ thính vũ xem như một cái vũ nghịch tà phi mặc dù là địch nhân nhưng cũng chưa nói tới chán ghét nhưng cái này lê hồng là thật để hắn chán ghét trong lòng chán ghét đường minh nhàn nhạt quét giang giật một chút ra hiệu hắn an tâm chớ vội chính hắn mặc dù cũng cực kỳ chán ghét nhưng nghỉ nộ không được phu sắc điểm ấy lòng giả vẫn phải có hắn chắp tay hổ thẹn nói ra thật có lỗi lê trưởng lão không phải ta không muốn giao người nửa tháng trước đi ngang qua âm phong thành lúc chúng ta thiên cơ thuyền đi lên một người khách nhân người kia được một loại hiếm thấy ôn nhanh thoáng cái lây bệnh rất nhiều người kia hai nha đầu cũng bị lây bệnh giờ phút này mặc dù khống chế bệnh tình nhưng còn không xuống giường được cần tiếp tục điều lý yên tâm đi lê trưởng lão ta sẽ ở thần âm thành mốc nửa tháng, trước khi đi tuyệt đối đem người giao cho ngươi." Ôn nhanh, Lê Hồng nụ cười trên mặt ngưng kết xuống tới, trong mắt Hàn Quang lấp lánh, cùng sau lưng một tên Lê gia cường giả liếc nhau một cái, lúc này mới khoát tay nói, "Không có việc gì, chúng ta Lê gia có thần y, Trần gia cũng có lương y, ngươi đem người giao cho ta đi. Kia hai nha đầu đã là người của ta, việc này cũng không cần phiền phức Đường Minh lão ca." "Ha ha, Đường Minh bất động thanh sắc, cười khổ nói ra, "Lê trưởng lão, Đều tuổi đã cao làm sao còn như vậy nóng vội, người còn có thể chạy không thành chúng ta đường ra tiến dự khi nào đi ra vấn đề kia hai nha đầu còn có một số người đều bị ta cô lập, bệnh không có tốt ta cũng không dám phóng suất, vạn nhất đem thần âm thành người đều lây bệnh, ai có thể gánh vác lên trách nhiệm này đại thiếu cần phải đại hôn a. À? Nói được mức này, Lê Hồng cũng không tốt nhiều lời, hắn nhẹ gật đầu đứng lên nói, vậy liền làm phiền lão ca giúp ta chiếu cố kia hai nha đầu, quay đầu tốt mời lập tức đem các nàng tới, ta tất có hậu báo. Phi Thứ đồ gì, Lê Hồng sau khi đi ra, giang giật bên người một tên đại thống lĩnh nhổ một ngụm nước bọt, mấy người còn lại sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, chỉ có đường minh trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn Giang giật đôi mắt chấp động, trong đầu của hắn hiển hiện một cái thật sâu nghi niệm cái này lão sắc quỷ thân cư cao vị, những năm này chơi qua nữ nhân khẳng định đếm không hết, song bào thai đoán chừng cũng chơi qua, nhưng lần này vì sao như thế nóng vội chẳng lẽ đường tuyết đường yên có cái gì chỗ kỳ lạ không thành. Không phải là cái gì linh thể. Giang giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức lập tức bác bỏ, đường ra bồi dưỡng các nàng nhiều năm, như hai người là đặc thù linh thể sớm đã bị phát hiện. Đã không phải linh thể, kia vì sao cái này lão sắc quỷ như thế khỉ gấp đâu. Giang giật hướng đường minh nhìn lại, hai người liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi, đường minh truyền âm cho Giang giật nói, có chút bất thường, lão quỷ này hậu cung nghe nói có ba ngàn, các tộc Mỹ nhân chiêu mộ được không ít, lần này vì sao lần này làm dáng giang công tử, người có thể nhìn ra kia hai nha đầu có chỗ kỳ lạ nha. Lão ca không có ý tứ gì khác, coi như kia hai nha đầu là thần nữ tộc cũng là lão đệ, ta chỉ là có chút nghi hoặc. Giang giật lắc đầu truyền âm nói, ta cũng chính nghi hoặc đâu, ta cũng không có nhìn ra cái gì điểm đặc biệt a. À. Đó mới là lạ, đường minh nghĩ đến một trận, đột nhiên vẫy tay một cái nói, người đi một chuyến thần âm thành chúng ta đường ra phân đà, đem lê hồng tài liệu cặn kẽ cầm một phần tới. Đường ra tại sở hữu trung tâm thành trì đều có phần đà, đối với phụ cận đại thành viên gia tộc tư liệu cũng sẽ siêu tập một chút. Đại thống lĩnh vội vàng rời đi, vẻn vẹn nửa canh giờ tựu mang tới một phần tư liệu, đường minh kỹ càng lật nhìn một lần, đôi mắt sáng lên, quay đầu đối giang giật truyền âm nói, lão đệ, lần này ngươi có thể thật nhặt được bảo. Lê Hồng tu luyện qua một loại kỳ lạ thần thông, có một đôi độc mắt, hắn hậu cung ba ngàn bên trong có 200 người đều là đặc thù chủng tộc cùng linh thể, ta dám đoán chắc cái này hai nha đầu tuyệt đối là ẩn tàng linh thể. chương 1058, thần âm cốc. Giang giật cứu cái này đường tuyết đường yên, kỳ thật cũng không phải là muốn lấy được hai người này, bất quá khi biết hai người rất có thể là linh thể về sau, hắn vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này cùng hắn nói hắn đại phát thiện tâm, còn không bằng nói chính hắn cùng mình tại phân cao thấp. Qua nhiều năm như vậy, hai tay của hắn nhuộm hết tiên huyết, giết rất nhiều người, mặc dù hắn không có giết qua một cái bình dân, nhưng có chút siết chắc hoàn toàn là không cần thiết. Hắn cảm giác trở nên hơi choáng bất nhân, có chút không quen biết chính mình, hắn muốn tìm tìm một cái sơ tâm, tìm kiếm thoáng cái nhân tính. Tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, trợ giúp người là rất vui vẻ sự tình, nhìn thấy hai cái nhà đầu vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm giác là một kiện đại hảo sự, từ nội tâm cảm giác được vui vẻ. Thế giới này quá tàn khốc, quá máu lạnh vô tình, cũng tỉ như đường minh, hắn trên bản chất cũng không muốn đem cái này hai nha đầu đưa cho cái này lão sắc ma hành hạ đùa nhưng vì lợi ích của gia tộc hắn chỉ có thể trở nên lãnh huyết xã hội là một cái thùng nhuộm có thể đem nhân loại tốt đẹp nhất phẩm chất mai táng mỗi người tuổi thơ lúc đều sinh hoạt tại chuyện cổ tích bên trong cảm giác thế giới này cỡ nào mỹ hảo tất cả mọi người là như vậy thân mật nhưng khi các loại chờ sau khi lớn lên bọn hắn sẽ bị tàn khốc thế giới chậm rãi phá vỡ chính mình nhận biết giống như tiếp tục thiện lương xuống dưới tiếp tục sống ở chuyện cổ tích bên trong, hắn đem không cách nào sinh tồn, cần nghĩ kỹ tốt sống sót, chỉ có thể đem chính mình biến thành tàn khốc một phần tử. Giang giật liền là như thế, hắn chưa từng là một cái thích giết chóc người, cũng không thích tranh quyền đoạt thế, càng không muốn trở thành cái gì huyền đế thứ hai, hắn chỉ muốn cùng người yêu hảo hảo sống ở cùng một chỗ, chỉ có thể an tĩnh qua một ít thời gian. Nhưng cái này tàn khốc thế giới một mực tại buộc hắn, vì mình cùng bảo vệ người, hắn chỉ có cầm lấy đao kiếm nhất từng bước chống lại, hắn rất sợ chính mình cuối cùng lại biến thành một cái giết chóc cuồng ma, trở nên chính mình cực kỳ chán ghét cái loại người này. Sở dĩ hắn tại thiên cơ thuyền trên dưới định quyết tâm, nhất định muốn trợ giúp đường tuyết đường yên, kia không chỉ là giúp các nàng, vẫn là đang giúp hắn chính mình, đang giúp hắn tìm kiếm thì ra là chính mình, tỉnh lại sâu trong linh hồn nhân tính cùng lương chi. Còn có bốn ngày mới là trần gia đại thiếu gia đại hôn thời gian, đường minh cùng giang giật bọn người bị giàn xếp tại một cái khác trong nội viện. Đường Minh tại đường ra địa vị phía ngoài danh khí cũng còn có thể, không ngừng có người tới bái phòng hắn. Giang giật không muốn để ý tới những này việc vật, tiến vào gian phòng của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuẩn bị đại hôn ngày đó đi theo đường Minh đi thần âm cốc nhìn một chút âm đế lại nói. Hắn mở ra gian phòng cấm chế, đem đường tuyết đường yên phóng ra, nhìn lướt qua hai người trên đầu châm gài tóc, lại theo bản năng nhìn một chút hai người cao ngất, lúc này mới nhìn qua tỉ tỉ đường tuyết hỏi, đường tuyết các ngươi nhưng mà cái gì đặc thù linh thể vì sao lê lão ma như vậy khỉ gấp muốn đem các ngươi muốn đi qua a à, nghe được lê lão ma ba chữ hai tỷ muội dọa đến sắc mặt trắng bệch đường yên thân thể có chút bắt đầu phát run nàng vô cùng đáng thương nhìn qua giang giật nói công tử ngươi sẽ không cần đem chúng ta giao cho hắn a van cầu ngươi dứt khoát ban thưởng chúng ta chết một lần a à. giang giật sắc mặt trầm xuống đường tuyết thấy thế vội vàng khiển trách muội muội chớ nói lung tung công tử không là người như vậy còn không hướng công tử xin lỗi. Đường Yên có chút hủy khuất, con mắt có chút phiếm hồng, nhưng vẫn là hướng Giang giật cúi người hành lễ nói, "Công tử, Yên nhi sai, mời công tử trách phạt." Giang giật xem Đường Yên dạng như vậy, lúc đầu có chút tức giận cũng tan thành mây khói, bất quá vẫn là mặt lạnh nói ra, "Chính mình đánh đòn 100 cái." "Hừ hừ, lại dám chất vấn bản công tử nhân phẩm." "A." À, đường Yên thân thể mềm mại run lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng loại kia thiếu nữ thẹn thùng có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào tâm động nàng cắn cắn đỏ tươi bờ môi thế mà thật quật khởi cái mông đánh lên được rồi được rồi muội muội công tử đùa người đùa đâu đường tuyết hì hì cười một tiếng xem xét giang giật một cái nói nếu không công tử tự mình động thủ đánh đi muốn đánh cũng là đánh ngươi giang giật trừng mắt khoát tay áo nghiêm mặt nói vừa rồi ta hỏi các ngươi sự tình đâu tỷ tỷ đường tuyết tính cách tương đối hoạt bát cũng nghịch ngợm một chút nàng không có chút nào sợ giang giật, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, nghiêm mặt nói ra, chúng ta cũng không biết đấy, bất qua chúng ta mẫu thân là Lim Miu tộc, năm đó bị phụ thân ta bỏ ra một tỷ thiên thạch mua được. Mười tuổi năm đó, chúng ta gia tộc bị cừu ra diệt, toàn tộc đều cơ hồ bị giết, phụ mẫu cũng đã chết, cho nên chúng ta mới bị bán đi làm nô lệ. Lim Miu tộc, giang giật nháy nháy mắt, loại này tộc hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Bất quá có thể đáng một tỷ thiên thạch cái này Lim Miu tộc khẳng định có chỗ đặc thù hắn nghĩ đến một trận, cũng lời suy nghĩ nhiều, để cho hai người chính mình đi chơi, chính mình ngồi xếp bằng trên giường cả mộ đạo văn, lĩnh hội vu thuật. Không có tu luyện mật thất, tốc độ tu luyện quá chậm, hắn cũng lười tu luyện. Theo trần gia đại thiếu gia đại hôn ngày càng ngày càng gần, thần âm thành cũng càng ngày càng náo nhiệt, không nói cửu đế gia tộc, phụ cận 10 cái lớn nhỏ vực lĩnh, lên được mặt bàn gia tộc đều phái người đến chúc mừng. Sang giật một mực tại gian phòng bên trong trốn tránh, dù sao hắn giả mạo chính là đường ra một cái đại thống lĩnh, không ai để ý hắn, hết thảy có đường minh tại phía trước chịu lấy. Bốn ngày sau, ngày đại hôn đến, Giang giật sớm ngừng tu luyện, đem hai nha đầu đưa vào đế cung bên trong, mặc vào đường ra màu lam chiến giáp, biến thành một cái hung hãn đại hán đi ra ngoài. Đi thôi, đi trước bên ngoài tụ hợp, chế chút cùng đi thần âm cốc xem lễ. Đường minh cũng dậy thật sớm, chờ Giang giật sau khi xuất hiện mang theo năm người đi ra phía ngoài, bên ngoài có một cái trần gia trưởng lão mang theo mọi người hướng quảng trường đi đến, cưới chiến xa đi thần âm cốc. Thật nhiều người, vừa đi ra khỏi quảng trường, giang giật tổ bị bên ngoài người đông nghìn nhịt hù dọa, trên quảng trường cũng đồng phục bầy đầy xa hoa chiến xa, ít nhất có gần vạn chiếc, nói một cách khác hôm nay đến xem lễ đại gia tộc đạt đến gần vạn, phụ cận trên quảng trường càng là vây quanh ít nhất có mấy chục vạn người. Đường minh giang giật bọn người được an bài lên một cỗ chiến xa, chờ thời gian một nén nhang, rất nhiều chiến xa bay lên không hướng thành đông bay đi. Giang giật tại chiến xa bên trong nhìn thấy từng chiếc chiến xa đằng không mà lên, chàng diện kia vô cùng hùng vĩ, hắn âm thầm cảm khái cái này đông hoàng đại lục siêu cấp gia tộc chàng diện quả nhiên đủ lớn, năm đó tiền vạn quán đại hôn chàng diện cùng cái này so ra chênh lệch quá xa. Đợi ta lấy được lưu ly tháp đem như tuyết mang về thần tứ đảo, nhất định cho nàng đủ một cái càng long trọng hơn hôn lễ. Nghĩ đến tô như tuyết, giang giật tinh thần trở nên hoảng hốt, trong đầu đều là cái kia tươi đẹp thiếu nữ kiều nhan, cho hắn tỉnh táo lại lúc phía trước chiến xa đã trải qua rồi giảm xuống, hiển nhiên đến chỗ cần đến, thần âm cốc. Ông, phía dưới bản lai không không một vật bình nguyên đột nhiên quang mang lấp lánh, một tòa xinh đẹp cự đại sơn cốc, còn có ba tòa thanh sơn hiển lộ ra, phía dưới trước kia rõ ràng có huyễn cảnh. Thanh sơn, tiểu hà, đầm nước, cây xanh, hoa hồng, đồng phục lầu các. Giang giật nhìn thoáng qua âm thầm gật đầu, cái này thần âm cốc đích thật là ẩn cư nơi tốt khó trách âm đế không ở tại thành nội, ở chỗ này thì thế tu hành không còn gì tốt hơn. Chiến xa đều đứng tại lầu các phía trước uổng phí bình địa, kia trên bãi cỏ giờ phút này bầy khắp thảm đỏ, bầy đầy hoàng kim đài bàn vuông, trên mặt bàn đều là rượu ngon món ngon, bốn phía đứng đấy thì nữ ít nhất đạt đến 5.000 người, liếc nhìn lại đều là người, thấy giang giật choáng đầu. Âm đế hẳn là còn chưa có đi ra a à. giang giật thần thức quét qua, cũng không có phát hiện bán thần cường giả khí tức, hắn chỉ có thể đi theo đường minh hướng một tấm hoàng kim đài đi đến, chờ đợi âm đế xuất hiện. Ngao, vào thời khắc này, phía nam đột nhiên vang lên một đạo to lớn tiếng long ngâm, tiếp lấy một đầu to lớn kim sắc cự long theo phía nam phá không mà tới. Đầu kia cự long dài đến gần trăm trượng, toàn thân vàng óng ánh, phía dưới còn có 10 con móng vuốt, hung lệ khí tức để toàn trường vô số thị nữ đều cảm giác được ngạt thở, đúng là yêu hoàng. Mười trào thiên long là chiến gia người, một người kinh hô lên, Đường Minh ánh mắt quét qua cũng kinh ngạc nói ra, chiến thiên lôi chiến ra con em không phải rất ít ra huyền đế thành sao lần này thế mà cũng tới xem lễ. Ta biết vì cái gì, đường Minh sau lưng giang giật nói tiếp, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia đắng chát, ánh mắt xa xa khóa chặt đầu kia to lớn kim long trên lưng một cái thanh niên anh Tuấn bên người một tên tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử váy trắng bồng bềnh, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, tựa như trong rừng tinh linh, nàng nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là một đôi ống ánh sáng long lanh chân ngọc thời gian qua đi hơn 2 năm, Giang giật ngoài ý muốn lại gặp được Doãn Nhược Băng. chương 1059, Anh hùng Mỹ Nhân Cửu đế gia tộc xưng bá Đại Đông Hoàng Đại Lục mấy chục vạn năm, Đại Lục con dân đối với cửu đế gia tộc rất là quen thuộc, có vô số truyền thuyết lưu truyền dân gian, là thế nhân chỗ ca tục, Đại Lục con em đối với cửu đế gia tộc có thể nói cũng không lạ lắm. Có một cái gia tộc ngoại trừ, chiến gia là cửu đế trong gia tộc kỳ hoa, bọn hắn điệu thấp đến làm cho thế nhân lãng quên, còn lại bát đế gia tộc phân biệt chiếm đoạt bốn vực, nhưng chiến gia lại một vực đều không có chiếm lấy, 70 vạn năm qua một mực chấn thủ lấy một tòa cô thành, huyền đế thành. Chiến gia chưa từng tranh bá, chiến gia con em gần như không cất bước thiên hạ. Phật gia không tham dự đại lục tranh chấp, chiến gia con em càng là rất ít xuất thế mặt người trước, tỉ như năm đó phi mã đại lục huyền thần cung đoạt bảo, phía sau luyện ngục phế tích, chiến gia con em đều chưa từng xuất hiện coi như tám vạn năm trước có hai cái đại vực đại quân tại Huyền Đế ngoài thành đánh cho thiên hôn địa ám thây chất thành núi chiến gia cũng không có ra mặt chỉ cần không tại Huyền Đế thành Huyền Thần Sơn nháo sự chiến gia nhậm chức chuyện gì tình đều mặc kệ âm đế là cái nhân vật cửu đế phía dưới đệ nhất nhân nhưng mặc kệ thứ mấy người đều là cửu đế phía dưới lần trước Phật Đế Đại Thọ chiến gia đều không có tới người lần này âm đế tôn tử đại hôn càng tính không được cái đại sự gì sở dĩ chiến gia đại thiếu chiến thiên lôi ra cái này để vô số người mở rộng tầm mắt. Bất quá, vô số người thấy được Doãn Nhược Băng về sau, rất nhanh liền bình thường trở lại. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, lại cường đại lại không thể một thế mãnh nam, đều có thể vì một cái mỹ nhân làm ra một chút hoang đường chuyện ngu xuẩn. Doãn Nhược Băng không thể nghi ngờ là một cái hỏa thủy cấp mỹ nữ, chiến thiên lôi vì nàng ra cái này cũng có thể hiểu được. Trần Đại Thiếu ra cưới chính là Doãn gia tiểu thư, nghe nói còn là Doãn Nhược Băng một cái đường tỷ, Doãn ra mặc dù sớm tới người, nhưng Doãn Nhược Băng tới tham gia nàng đường tỷ hôn lễ rất bình thường. Chiến Thiên Lôi vì lấy lòng Doãn Nhược Băng, đi vào thần âm cốc cũng đã rất tốt giải thích. Hiu hiu hiu, Doãn Nhược Băng cùng Chiến Thiên Lôi xuất hiện, đưa tới phía dưới một trận oanh động, Trần Gia Gia chủ cùng một đám trưởng lão lập tức bay lên không nghênh đón hai người, rất nhiều đại gia tộc tử đệ cũng nhao nhao đứng dậy, cung nghênh hai người. Chiến Thiên Lôi là chiến gia đại thiếu, năm nay 30, phía trước không lâu đột phá nửa thần cảnh, chấn kinh toàn bộ đại lục về sau cùng chiến hoàng đi doãn đế thành cầu hôn, thành công đã đính hôn ôm mỹ nhân về, đây càng là dẫn tới vô số công tử nóng mắt. Nóng mắt về nóng mắt, chiến thiên lôi bản thân thiên tư nghịch thiên, lại cùng doãn ra thông ra, hắn trở thành đời kế tiếp chiến hoàng kia là ván đã đóng thuyền, giờ phút này có cơ hội giao hảo, mọi người đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hô hô, Giang giật nhìn qua bị một đám người vây quanh chiến thiên lôi cùng doãn nhược băng, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, Bất quá giữa sân rất nhiều tuổi trẻ nam tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy thất lạc ghen ghét, hắn cái này thần sắc cũng bình thường. Đường Minh Ninh đón tiếp lấy, Giang giật lại cùng còn lại mấy cái đại thống lĩnh liền lên đi vuốt mông ngựa tư cách đều không có, chỉ có thể ở cái này chua chua nhìn xem. Hơn 2 năm không thấy, Doãn Nhược Băng càng đẹp, cùng Đường Tuyết Đường Yên đồng dạng nàng là chân chính thành thục, như một đoán nở rộ hoa bách hợp, phóng xuất ra hương thơm khí tức. Nàng giống như trước đây mặt ngoài thản nhiên cười nói, để một đám nam tử vì đó mê say, nhưng trong khung lại là cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, tựa như nội tâm bị đóng băng sẽ không vì bất luận kẻ nào mở ra. Cũng chính bởi vì nàng loại này trong khung tán phát lạnh, nàng càng thêm hấp dẫn người, giống như có thể triệt để chinh phục nàng, để nàng vì ngươi mở ra nội tâm, triển lộ chân thành nhất đẹp nhất nụ cười, vậy liền coi là bất luận cái gì nam tử chết cũng đáng được a. À. Ngược lại là trai tài gái sắc rất xứng. Giang giật nhìn mấy lần chiến thiên lôi, cứ việc nội tâm chua chua, nhưng vẫn là bị hắn khí độ chiết phục. Chiến thiên lôi khí độ rất trầm ổn, tướng mạo khôi ngô, thân hình thẳng tắp, phong độ cùng lòng giả cũng là đỉnh cấp. Bị một đám người vây quanh hắn ứng đối phi thường nhẹ nhõm, trên người hắn cũng có một cỗ tự nhiên mà vậy tán phát thong dong, bất động như núi, làm người ta không dám khinh thường. Nhìn ra ngoài một hồi gian giật càng đau, hắn đôi mắt nhất chuyển dứt khoát không nhìn, chuẩn bị chuồn đi vụng trộm đi gặp âm đế một mặt. Dù sao cái này đại hôn nhìn cũng không phải không bao giờ sẽ bắt đầu, chờ chiến thiên lôi cùng doãn nhược băng bên này náo nhiệt xong đoán chừng liền muốn gần nửa canh giờ a à. ta đi tiểu tiện thoáng cái hôm qua ăn phá hư bắp thịt hắn cùng bên người một tên đại thống lĩnh thấp giọng nói một câu người kia cũng không để ý giang giật thân phận của người này quá thần bí hắn giờ phút này còn không biết là lai lịch gì đường minh chỉ là bàn giao tuyệt đối không thể tiết ra ngoài tình báo của hắn không phải ngỗ nghịch ý nguyện của hắn giang giật người mặc màu xanh ra trời chiến giáp dáng người vĩ ngạn mặt mũi lãnh khốc mười phần một cái tên lỗ mãng ngạnh hán bộ dáng hôm nay tới khách nhân nhiều lắm cũng không ai để ý hắn hắn nhẹ nhõm nhắm hướng đông bên cạnh lầu các quần đi đến tại thị nữ dẫn đạo dưới tiến vào một cái nhà xí âm đế hẳn là tại phía đông nhất cái kia đại viện a giang giật thần thức quét qua khóa chặt phía đông bên đầm nước một cái đại viện nơi đó có cấm chế lấp lánh không thể dò xét địa phương còn lại thì có thể nhẹ nhõm dò xét không nói lời nào khẳng định là âm đế lại địa phương hắn vào nhà xí dạo qua một vòng chờ đợi thị nữ rời đi, vội vàng hướng cái kia đại viện đi đến. Một đường gặp được một chút thị nữ, bất quá các nàng cũng không có nói cái gì, ngược lại toàn bộ sau khi hành lễ rời đi. Hôm nay thần âm cốc hẳn là toàn bộ đối ngoại mở ra, khách nhân có thể tùy ý đi lại ngắm cảnh. Giang giật nhẹ nhóm đã tới bên đầm nước ngoài đại viện, bên ngoài có hai tên hộ vệ thủ vệ, trên cửa chính cấm chế quang mang lấp lánh, hắn đi qua, chắp tay thấp giọng nói âm đế đại nhân thế nhưng là ở bên trong. Hai tên hộ vệ ngược lại là khá lịch sự, một người chắp tay nói, nơi này thật là ta gia tộc trưởng chỗ cư trú, bất quá đại nhân, rất xin lỗi hôm nay chúng ta tộc trưởng không đơn độc gặp khách. Giang giật khẽ mỉm cười nói, ta là Đường Gia Y Tam, thỉnh cầu thông bẩm thoáng cái, có chuyện quan trọng thương lượng. Thật có lỗi, hộ vệ vẫn lắc đầu nói ra, vị đại nhân này, không phải ta không nể mặt mũi, đích thật là tộc trưởng ra gia lệnh. Giang giật dừng một chút, đột nhiên truyền âm nói, ha ha người vẫn là đi truyền bẩm đi, ta không phải người bình thường. Người cùng các người tộc trưởng nói, y tam cầu kiến, hắn khẳng định hội kiến ta, cũng sẽ không trách cứ ngươi, tin tưởng ta, ta cũng không dám tại thần âm cốc cái này làm loạn. Hộ vệ khẽ giật mình, trầm tư một chút, cắn răng mở ra đại viện cấm chế đi vào. Chính như giang giật nếu nói, nơi này là thần âm cốc, trừ phi đầu óc có bệnh mới dám tại cái này nháo sự. Âm đế đến cùng là hạng người gì kỳ thiên thần nói hắn tính cách rất cổ quái, hắn đến cùng có thể hay không giúp ta. Giang giật có chút thấp thỏm đứng tại ngoài cửa lớn trầm tư, âm đế nhân vật như vậy, trần gia như vậy cường đại, giống như hắn khẳng định toàn lực giúp hắn, rất nhiều chuyện hắn sẽ rất nhẹ nhõm. Cũng tỉ như đường tuyết đường yên chuyện này, âm đế một câu liền có thể bãi bình. Hắn cũng không trông cậy vào âm đế sẽ giúp hắn lực kháng cửu đế, có thể giúp đỡ truyền điểm tin tức tình báo, giống như kỳ ra như thế như vậy đủ rồi. Xa xa xa, trong sân truyền đến tiếng bước chân, hộ về kia đi ra, vừa chắc tay trầm giọng nói ra, vị đại nhân này, ta gia tộc trưởng nói, hôm nay là đại thiếu gia ngày đại hỷ, sở dĩ bất luận cái gì khách nhân đều không thấy, mời ngươi ba ngày sau lại đến. Ây, Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vừa mới còn nghĩ tới cái này âm đế tính khí cổ quái có thể hay không giúp hắn không nghĩ tới lại quái đến trình độ này, liền gặp đều không thấy. Kỳ thiên thần hẳn là rất sớm đã đưa tin đến đây, âm đế cũng hẳn là biết rõ y tam cái tên này, thế mà một mặt cũng không cho gặp, Ai, Giang giật sắc mặt trầm xuống, cái này âm đế nói rõ không muốn giúp hắn, đường tuyết đường yên sự tình hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cắt cắt chương 1060, cơ duyên to lớn. Giang giật ngượng ngùng trở về, doãn nhược băng cùng chiến thiên lôi cũng bị nghênh đón thượng vị an tọa Hai người là ngồi tại một tấm hoàng kim đài về sau, doãn nhược băng nhìn cũng không có quá nhiều kháng cự, có loại phu sướng thuộc vì cảm giác, cái này khiến Giang giật nội tâm càng không phải là mùi vị. Lúc đầu lần này tới thần âm cốc, hắn bản tràn đầy phấn khởi tưởng tượng lấy như thế nào cùng âm đế gặp mặt làm sao đem đường tuyết đường yên sự tình giải quyết không ít thấy không đến âm đế còn chứng kiến rất khó chịu một màn cái này khiến hắn cảm giác có chút ngồi như châm đệm hận không thể cái này xem lễ sớm một chút kết thúc không ngừng có trần gia trưởng lão cùng cái khác gia tộc trưởng lão tới mời rượu hàn huyên giang giật như gỗ ngồi tại đường minh sau lưng đều chẳng muốn đứng dậy đường minh nhìn ra giang giật tâm tình không tốt cũng không trách hắn còn để sau lưng đại thống lĩnh bọn họ đều không cần đứng dậy cũng không cần uống rượu dạng này tránh cho giang giật lộ ra đặc thù thế nào y tam dành thời gian đường minh quét giang giật một chút truyền âm nói giang giật cười khổ lắc đầu truyền âm nói không có việc gì minh lão ca không cần phải để ý đến ta đường minh hướng xa xa doãn nhược băng nhìn thoáng qua tựa hồ đoán được cái gì vỗ vỗ giang giật bả vai an ủi truyền âm nói lão đệ nhìn thoáng chút đi cửu đế gia tộc tộc quy rất nghiêm ngặt các ngươi không có kết quả đau dài không bằng đau ngắn, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Giang giật cùng y thiền doãn nhược băng một mực dây dưa không rõ, việc này đã sớm truyền khắp đại lục, đường minh biết rõ cũng không kỳ lạ. Doãn hoàng tiếp nhận chiến thiên lôi cầu hôn, hiển nhiên cũng là không muốn doãn nhược băng cùng giang giật tiếp tục dây dưa tiếp. Ta hiểu, giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt khôi phục băng lãnh không nghĩ nhiều nữa, an tĩnh ngồi ở phía sau, lặng lặng chờ đợi đại hôn bắt đầu. Bởi vì chiến thiên lôi hai người đến, hôm nay hôn lễ cũng náo nhiệt mấy phần. Vô số gia tộc trưởng lão chạy tới mời rượu, chúc mừng Chiến Thiên Lôi Doãn Nhược Băng đính hôn, cũng có vô số gia tộc võ giả chạy tới cùng Đường Minh lôi kéo tình cảm, tiếng người huyên náo, tiếng cười to không ngừng. Ở giữa đất trống có đàn sư diễn tấu vũ nữ man múa, hôm nay thời tiết rất không tệ, gió mát nhẹ nhẹ, ngược lại là rất không tệ một lần yến hội. Sau nửa canh giờ, Tân Lang quan Tân nương xuất hiện, Trần gia đại thiếu cũng biết Chiến Thiên Lôi cùng Doãn Nhược Băng tới, cảm giác rất có mặt mũi, hồng quang đầy mặt, hăng hái Tân Nương là Doãn gia tiểu thư, tư sắc là tuyệt đỉnh, bất quá khí chất bên trên thua Doãn Nhược Băng một bậc, khí chất cái này đồ vật không phải một hai ngày có thể hình thành, có trời sinh, cũng có quanh năm suốt tháng hình thành. Yến hội càng thêm náo nhiệt, Trần gia đại thiếu gia nhân duyên không tệ, thiên tư cũng không tệ, 28 tuổi đạt đến thiên quân đỉnh phong. Mặc dù thực lực chỉ có tam tinh, nhưng nghe nói hắn tại âm luật phương diện rất có thiên phú, còn chiếm được âm đế tự mình truyền thụ, thần âm thiên kỹ cảm mộ đến đệ nhị trọng. Đoán chừng phóng xuất ra, bình thường bốn ngũ tinh cường giả đều gánh không được đây là rất có thể trở thành đời thứ hai âm đế cường giả giang giật đối với cái này trần gia đại thiếu gia thuật lại bội ấn tượng không tệ người này có thể nhiều năm nghiên cứu âm luật có một loại phiêu nhiên khí chất đối xử mọi người nho nhã lễ độ nụ cười chân thành để cho người ta như mộc xuân phong bất quá âm đế thái độ để giang giật cũng không tâm tư đi kết giao trần đại thiếu gia âm đế không muốn giúp hắn cùng trần gia đi giao hảo ý nghĩa không lớn đại hôn chính thức bắt đầu Trần gia gia chủ cùng doãn ra một tên thực quyền trưởng lão chủ trì lần này hôn lễ, các loại nghi thức đi một vòng, đằng sau thì là tới khách nhân một một đạo chúc tặng quà. Các gia tộc lễ vật ứng phó rất dày, coi như không cho âm đế mặt mũi, cũng phải cấp doãn ra mặt mũi a. Tặng lễ vật cũng làm cho giang giật mở rộng tầm mắt, cấp thấp nhất đều là ngụy thần khí, thông linh trí bảo không phải số ít, còn có các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, linh dược loại hình. Đường ra lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt, là một khối rõ ràng kim lệnh bài, còn có một cái nghề thường bảo giáp. Rõ ràng kim lệnh bài là đường ra cao cấp nhất, có thể miễn phí cưới thiên cơ thuyền, tại các đại chủ thành đường ra nghìn lần trong tu luyện mật thất tu luyện cũng có thể hưởng thụ nửa giá yêu đãi, bằng vào cái này rõ ràng kim lệnh bài liền có thể giá trị trăm tỷ thiên thạch. Ngũ tỷ, chúc ngươi đại hôn hạnh phúc, Doãn Nhược Băng mở miệng, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, giữa sân cũng yên tĩnh trở lại, chờ đợi Doãn Nhược Băng tặng lễ vật. Doãn Nhược Băng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc giao cho bên cạnh thị nữ nói, "Ngũ tỷ, người đại hôn như băng cũng không có gì tốt đưa, trước đó không lâu đạt được một chút mã não tự đưa cho ngũ tỷ đi. Mã não, vô số người hít một hơi lãnh khí, cái này đồ vật là bảo vật vô giá, có một giọt mã não trăm tỷ thiên thạch mà nói. Thứ này tại trên chợ đen xào đến giá trên trời, cung không đủ cầu. Bởi vì mã não là ngũ đại chú nhan Mỹ dung trí bảo một trong, đại gia tộc tiểu thư thích nhất chi vật, nghe nói quát một giọt mã não có thể cam đoan 30 năm bất lão, Doãn Nhược Băng cho một bình, thật là giá trị bao nhiêu thiên thạch. Đa tạ cửu muội, đây là ta nhận được lễ vật tốt nhất. Tân Nương Tử lập tức vui vẻ ra mặt, nàng mặc dù cũng là Doãn gia tiểu thư, nhưng cùng Doãn Nhược Băng thân phận địa vị so ra lại là kém xa, bình thường tự nhiên không có tư cách đạt được bực này chí bảo. Ha ha, Doãn Nhược Băng bên cạnh chiến thiên lôi đứng lên, cười nhẹ nhàng nói ra, như băng đã đưa đồ vật, thiên lôi tự nhiên cũng không thể hẹp hòi. Bội huynh đệ, một năm trước ta đi một chuyến bản đế phế tích, ở bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện cổ khí, chính ta dùng không quen, tự đưa tặng cho bụi huynh đệ đi. Ông, chiến thiên lôi trong tay giới chỉ sáng lên, một cái cổ hương cổ sắc đàn ra trên tay hắn, cái này cổ cầm phía trên có thần bí đồ văn, tản mát ra khí tức cổ lão tang thương, xem xét cũng không phải là phàm vật. Thuật lại bụi nụ cười trên mặt động lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ cầm, khi hắn nhìn thấy cổ cầm sừng bên trên viết một cái bản chữ về sau, thân thể run lên, đầy mắt chấn kinh nói ra, đây là bàn đế đã dùng qua cổ cầm thiên lôi huynh, lễ vật này quá quý giá, thuật lại bụi tuyệt đối không thể nhận. Bàn đế cổ khí, rất nhiều mắt người bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, bàn đế là thượng cổ thời đại cùng hỏa thần nổi danh cường giả tuyệt thế, mặc dù bàn đế tuyệt kỹ thành danh cũng không phải là thần âm thiên kỹ, nhưng nếu là bàn đế đã dùng qua cổ cầm, vẫn là một kiện cổ khí uy lực khẳng định không tầm thường. Ha ha ha, chiến thiên lôi nhẹ tay nhẹ nâng lên một chút, cổ cầm hướng thuật lại bụi bay đi hắn cũng cười nói, bảo kiếm tặng anh hùng, chiến nào đó không hiểu âm luật, cái này bàn đế cổ cầm trong tay ta sẽ chỉ Minh Châu bị long đong. Nghe nói bụi huynh âm luật vô song, người như cảm thấy lễ vật quá quý giá, tự cho điểm đáp lễ đi, cho chúng ta hiện trường khảy một bản như thế nào. Tốt, vô số người vì chiến thiên lôi khí độ tin phục lớn tiếng gọi tốt, như thế bảo vật nói đưa tự đưa, mí mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Chiến thiên lôi hôm nay có thể đến đã coi như là rất cho âm đế mặt mũi, coi như cái gì đều không đưa, Trần Gia cũng sẽ rất cảm kích, xuất thủ hào phóng như vậy, có thể thấy được lòng giả của người nọ. Chiến gia đệ tử quả nhiên bất phàm, lão phu tựu thay Tôn Nhi đáp lễ khải một bản đi. Một giọng già nua đột ngột vang lên, thanh âm kia tựa như có một loại ma lực thần kỳ, để toàn trường tất cả mọi người tâm linh rung động, cũng làm cho trong mọi người tâm bình an thả xuống tới. Âm đế, Giang giật đôi mắt sáng lên, rất nhiều người thình lình đứng dậy nhắm hướng đông bên cạnh cung kính hành lễ, càng nhiều người đầy mắt hưng phấn, Âm đế lại muốn khảy một bản đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là cơ duyên to lớn, nếu có thể cảm ngộ một hai, đây chính là thu hoạch không ít a. Âm đế thanh âm vang lên lần nữa, càng làm cho vô số người kích động đến thân thể run rẩy lên, lão phu mười mấy năm qua một mực đóng cửa không ra, liền là nghĩ dốc lòng nghiên cứu âm luật, sáng tác một bài thần khúc. Cái này thủ khúc mặc dù không phải thần khúc, nhưng cũng là lão phu nghiên cứu nhiều năm sáng tạo, bao hàm lão phu đối thần âm thiên kỹ tất cả cảm ngộ nếu các người có thể cảm ngộ mộ một hai cũng coi như cùng lão phu hữu duyên, về sau thần âm cốc có thể tự do ra vào. Chương 1061, thổi lá cây. Thần âm thiên kỹ là một loại thần thông, không phải đạo văn. Đạo văn không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể truyền thụ, chỉ có nghịch thiên cường giả lưu lại một chút bí cảnh để hậu bối tiến vào lĩnh hội. Dạng này lĩnh hội tốc độ có thể tăng tốc, nhưng cũng có lợi có hại. Lợi ở chỗ có thể đại lượng sáng tạo cường giả, tệ ở chỗ những người kia mạch suy nghĩ hội cố hóa, có tính ỷ lại, vĩnh viễn đập không ra cái vòng này, đời này có lẽ không thể trở thành nghịch thiên cường giả. Thần âm thiên kỹ khác biệt, đây là một loại thần thông một loại kỹ năng, chỉ cần có thể tìm tới phương pháp đều có thể chậm rãi lĩnh hội, thứ này có thể tăng cường chiến lực, phụ trợ chiến đấu, giết người ở vô hình. Sở dĩ âm đế thành danh về sau, vô số người muốn bái tại bọn họ hạ học tập thần âm thiên kỹ. Nhưng âm đế qua nhiều năm như vậy chỉ lấy một cái đồ đệ, tên đồ đệ này trở thành trần gia đại trưởng lão, trần gia đệ nhị cường giả, thực lực tổng hợp nhưng so sánh thất tinh cường giả. Âm đế những năm này chưa từng gặp khách, chớ nói chi là trước mặt mọi người đàn tấu phóng thích thần âm thiên kỹ. Mọi người cũng không nghĩ tới đến xem lễ, lại vẫn đạt được nghịch thiên như vậy cơ duyên, Âm đế lại nói rõ, đợi lát nữa ai có thể cảm ngộ một hai, thần âm cốc có thể tự do ra vào, nói một cách khác về sau có thể hướng Âm đế thỉnh giáo học tập, thậm chí có cơ hội bái sư. Rất nhiều người lập tức ngồi xếp bằng, khu trừ tạp niệm, đem tâm tính điều chỉnh đến tốt nhất chuẩn bị rửa tai lắng nghe, cảm mộ bên trong chân ý. Toàn trường cũng biến thành lặng ngắt như tờ, những thị nữ kia bọn họ đều ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngừng thở tránh cho phát ra âm thanh cắt ngang âm đế đàn tấu. Doãn nhược băng cùng chiến thiên lôi cũng ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tọa, ai cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, lãng phí như thế cơ duyên. Leng keng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đây cũng là tiếng đàn, thanh âm rất nhỏ không biết từ phương nào truyền đến, nhưng rõ ràng vang lên tại mỗi người trong tai tại thanh âm này vang lên về sau tất cả mọi người đôi mắt đều bắt đầu mông lung bao quát nửa thần cảnh chiến thiên lôi cùng trần gia gia chủ doãn nhược băng cùng giang giật đều không thể may mắn thoát khỏi chỉ có ngồi tại trần gia gia chủ bên người trần gia đại trưởng lão con mắt vẫn là thanh minh giống như giờ phút này giang giật thanh tỉnh khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp chỉ là một cái phù âm lại để toàn bộ người thất thần như âm đế muốn giết người ở đây sở hữu cường giả hắn có thể trong nháy mắt miều sát sóc sách, thanh âm tiếp tục thản nhiên vang lên, khi thì thư giãn như suối chảy, khi thì gấp càng như phi bộc, khi thì thanh thúy như châu lạc khay ngọc, khi thì lưỡng lự như nỉ non thì thầm. Toàn bộ người nghe được như si như say, rất nhiều người nguyên bản đang còn muốn tiếng đàn bên trong cảm ngộ mộ một hai, nhưng toàn bộ đều bị tiếng đàn xúc động, triệt để yên lặng đi vào, quên đi chính mình tại kia, quên đi cảm ngộ, quên đi hết thảy. Tiếng đàn dòng dã vang lên hai nén hương thời gian, ngoại trừ trần gia đại trưởng lão bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người tỉnh lại, trưởng lão cũng hơi hít mắt lại, vuốt vuốt râu tóc một mặt hưởng thụ cùng sùng bái. Đông, tiếng đàn ngừng lại, nhưng tất cả mọi người không có tỉnh táo lại, vẫn như cũ yên lặng tại tiếng đàn trong thế giới. Đại trưởng lão ánh mắt lúc này mở ra, tại tất cả mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng lại rơi tại Giang Giật trên mặt. Bởi vì Giang Giật là cái thứ nhất mở mắt, Giang Giật mặc dù mở mắt, nhưng trên mặt cũng đều là phức tạp cảm xúc, mặt mũi tràn đầy đau thương cô đơn, hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm tiếp tục kinh ngạc ngồi. Trần gia gia chủ là cái thứ hai tỉnh lại, hắn hướng đại trưởng lão nhìn lại, gặp hắn ánh mắt đang nhìn một người, có chút kinh ngạc lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Hắn nhìn thấy giang giật con mắt là mở ra, lập tức trong mắt dị sắc lóe lên. Thuật lại bụi cái thứ ba tỉnh lại, không bằng hắn không có xem bất luận kẻ nào, mà là nhẹ vỗ về trong tay cổ cầm, trầm mặc không nói. Tốt, chiến thiên lôi đúng là cái thứ tư tỉnh lại, hắn một khi thức tỉnh tới lập tức quát to một tiếng, thình lình đứng dậy hướng đông phương thật sâu thở dài. Hắn một tiếng này gọi tốt đánh thức doãn nhược băng, cũng đánh thức tất cả mọi người. Trong mắt mọi người đều là dị sắc, là âm đế thần kỹ chiết phục, toàn bộ đứng dậy nhắm hướng đông viện xoay người thở dài. Ha ha, nhưng có người cảm ngộ mộ một hai, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, vuốt vuốt sâu bạc trắng nói, nếu có người cảm ngộ cái gì, có thể nói thoải mái, cũng có thể hiện trường diễn tấu một phen. Sư tôn nếu là hài lòng, cái này thần âm cốc về sau có thể tự do xuất nhập, Hắn cũng chính là chúng ta thần âm vực khách nhân tôn quý nhất Chiến thiên lôi đám người trên mặt lộ ra một tia tiếc sắc Bọn hắn mặc dù nghe được đời này nhất nghe tốt bài hát Nhưng cũng không có cảm mộ cái gì Chẳng qua là cảm thấy cái này bài hát bên trong ẩn chứa lấy một loại không hiểu ý cảnh Có thể khiến người ta nghe được như si như say Tựa như thưởng thức trên thế giới này tốt nhất rượu ngon Tiểu nữ từ ngược lại là có chút xúc động Bất quá cảm mộ một chút da lông mà thôi Một đạo uyển chuyển dễ nghe thanh âm vang lên đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, chiến thiên lôi cùng rất nhiều mắt người mắt sáng lên, bởi vì mở miệng chính là doãn nhược băng. Trần gia đại trưởng lão mỉm cười gật đầu nói, kia mời như băng tiểu thư nói một chút, cũng có thể cho chúng ta diễn tấu một khúc, bất kỳ cái gì khí cụ đều được. Doãn nhược băng cười khổ lắc đầu nói, diễn tấu thì không cần, như băng không sở trường âm luật sợ làm trò hề cho thiên hạ, ta liền nói một chút đối cái này bài hát cảm mộ đi, chữ tình có thể giết người a? À. Không còn, rất nhiều người chuẩn bị rửa tai lắng nghe, nhưng Doãn Nhược Băng nói một câu nói lại không nói, tất cả mọi người đầy mắt mơ hồ, chiến thiên lôi nhưng lại đăm chiêu trầm mặc. Đại trưởng lão cùng Trần Gia Gia chủ liếc nhau, khẽ vuốt cầm cười nói, như băng tiểu thư thiên tư thông minh, đã lĩnh ngộ cái này bài hát tinh túy. Ta tự thế sư tôn làm chủ đi, như băng tiểu thư về sau có thể tự do tiến vào thần âm cốc. Xoạt, toàn trường xôn xao, Doãn Nhược Băng tùy tiện nói một câu, lại đạt được này thiên đại cơ duyên, sớm biết mọi người cũng thuận miệng nói. Đương nhiên như thế trường hợp, đang ngồi đều là người có thân phận địa vị, cảm mộ tự cảm ngộ, không có cảm ngộ cũng không dám nói lung tung, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trần gia đại trưởng lão ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, đột nhiên rơi vào một mực sướng sở không nói giang giật trên mặt, mỉm cười nói ra, vị kia quý khách một mực trầm mặc không nói, ngươi là có hay không cảm ngộ cái gì. Bá bá bá, rất nhiều ánh mắt theo quét tới, lại phát hiện là đường minh sau lưng một tên đại thống lĩnh, nhao nhao có chút kinh ngạc. Mà đại trưởng lão hỏi lời nói, Giang giật lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cú kinh ngạc ngồi, để mọi người càng thêm kinh ngạc. Trần gia đại trưởng lão là thất tinh cường giả, coi như chiến thiên lôi doãn nhược băng đều muốn khách khí đáp lời. Đường Minh đợi một hồi gặp Giang giật còn không có động tính, vội vàng tới gần, thấp giọng nói ra, y tam, đại trưởng lão cha hỏi ngươi đâu. Giang giật con mắt khôi phục thanh minh, bất quá lại là đầy mắt cô đơn, hắn nhắm mắt lại thật dài thở dài, lần nữa trầm mặc. A, à, toàn trường vang lên một mảnh tiếng ồn ào, cái này đường ra đại thống lĩnh phổ cũng bầy quá lớn đi coi như đường minh cũng không dám như vậy đi ngay tại mọi người thì thầm với nhau lúc giang giật đột nhiên động hắn trước người hoàng kim đài một gốc linh quả hạ lấy xuống một mảnh mới mẻ lá cây vẫn là nhắm mắt lại thở dài nói chữ tình có thể giết người nói quá tốt rồi chữ tình quả nhiên có thể giết người a à. giang giật thanh âm không lớn không nhỏ nhưng lại tựa như âm đế đàn tấu tiếng thứ nhất có một loại không hiểu ma lực để toàn trường yên lặng lại hai tay của hắn cầm lá cây phóng tới bên môi nhẹ nhàng thổi, một âm thanh ôn hòa vang lên. Ông, tại thanh âm này vang lên lúc, trần gia đại trưởng lão trong đôi mắt trong nháy mắt quang mang vạn trượng, một mực cúi đầu khẽ vuốt bàn đế cổ cầm thuật lại bụi đại thiếu tay cũng khẽ run lên, đầy mắt khiếp sợ ngẩng đầu hướng giang giật nhìn lại. Nghi hoặc, giang giật hoàn toàn không có để ý ngoại nhân ánh mắt, hai tay cầm lá cây, nhẹ nhàng thổi, khóe miệng của hắn cong lên hai cái quỷ mị độ cong, tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, tự tựa như tại cho người con gái thân yêu nhất thổi chương 1062, âm giới kỳ tài. Thổi cây lá cây thanh âm cũng không phải là rất dễ nghe, kém xa đàn tiêu tranh quản loại hình, đối với yêu thích âm luật người mà nói, cái này thực sự không lên được nơi thanh nhã, thuộc về các bình dân cấp thấp âm luật. Giang giật không hiểu âm luật, khi còn bé cũng không có tư cách học tập những này cao đại thượng đồ vật. Hắn hài đồng lúc đến là cùng nhà nghèo hài tử đồng dạng, thích thổi lá cây rơm dạ đùa, sở dĩ thổi coi như đơn thuần, hôm nay cái này cấp thấp bất nhã thổi biểu diễn ra âm đế thần âm cốc nghe khách vẫn là phụ cận mấy cái vực đại nhân vật càng có doãn ra tiểu thư chiến ra công tử cùng đối với âm luật cảm mộ cực sâu trần gia đại trưởng lão cùng đại thiếu gia việc này nếu là truyền đi khẳng định không ai tin tưởng cái này giống như tại cửu đế trước mặt biểu diễn hạ giai đạo văn tại kiếm đạo tông sư trước mặt biểu diễn kiếm pháp là như thế buồn cười vấn đề là không người cười ngược lại rất nhiều mắt người mắt mông lung còn có một phần nhỏ người mặc dù không có giống như âm đế đàn tấu hoàn toàn yên lặng đi vào, nhưng cũng trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy dị sắc. Trần gia đại trưởng lão trong mắt tinh mang thu lại, lặng lặng nghe bài hát, trần gia đại thiếu ra nhắm mắt lại, khẽ vuốt cổ cầm một mặt say mê. Làn điệu rất đơn giản, càng giống là đám trẻ con ca dao thổi thủ pháp cũng rất không lưu loát, cũng không có cho người ta cảm giác kinh diễm. Thanh âm không uyển chuyển dễ nghe, ngược lại có chút đơn điệu, mặc dù như thế rất nhiều người hay là nghe được thất thần, thậm chí có nữ tử thế mà trong mắt hiện ra lệ quang. A, à, Doãn nhược băng giờ khắc này không hiểu cũng có một loại xung động muốn khóc. Nàng nhắm mắt lại ép buộc chính mình không muốn thất thố, nhưng vang lên bên tai làn điệu vẫn là để nội tâm của nàng rung động không thôi. Nàng mới vừa nói một câu chữ tình có thể giết người, giờ phút này bài hát bên trong cũng có một phần tình, nồng đậm tình, nó có thể không tự chủ được để cho người ta lâm vào một loại trong đau thương, để cho người ta nhớ tới thân nhân của mình, người mình thương nhất có thể tỉnh lại người linh hồn chỗ sâu nhất ký ức, có thể khiến người ta suy nghĩ trôi hướng phương xa, trôi hướng không muốn nhất hồi ức hình tượng. Khúc cuối cùng người không có tán, doãn nhược băng tại giang giật dừng lại thổi về sau, trước tiên mở to mắt hướng hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hắn nhẹ nhàng buông xuống lá cây. Hắn vẫn như cũ là từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng còn ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nụ cười kia rất ôn nhu, cũng rất say lòng người. Giang giật giờ phút này biến thành chính là một cái lãnh khốc hán tử, nụ cười này để hắn có một loại thiết hán nhu tình hương vị cho doãn nhược băng rất sâu xúc động trước mắt nàng hình tượng không hiểu trở nên hoảng hốt phía trước người đang ngồi tựa hồ không phải một cái lãnh khốc ngạnh hán mà là một cái công tử văn nhã một cái để nàng vĩnh viễn khó có thể quên kỳ nam tử bộ dáng của hai người không hiểu trùng hợp doãn nhược băng ánh mắt cũng biến thành sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm gian giật tựa hồ nghĩ phát hiện cái gì tốt đáng tiếc trần gia đại trưởng lão một tiếng quát lớn cắt ngang toàn trường người trầm tư giang giật khóe miệng nụ cười cũng đã biến mất sắc mặt trở nên lãnh khốc trở nên lạ lẫm cùng doãn nhược băng nghĩ người kia ngoại hình và khí chất bên trên kém thực sự quá xa âm giới kỳ tài a à, đại trưởng lão đầy mắt cảm khái đứng dậy hướng giang giật đi tới đối giang giật khẽ vuốt cằm lúc này mới hướng đường minh nhìn lại mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra đường trưởng lão vị tiểu huynh đệ này tên gọi là gì là các ngươi người của đường ra sao đường minh nao nao lập tức đứng lên nói hồi đại nhân đây là chúng ta đường ra một tên gia tướng, tên là Y Tam. Ừm, đại trưởng lão nhẹ gật đầu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, kia đường trưởng lão phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích vừa rồi sư tôn truyền lời, nghĩ thu hắn làm quan môn đệ tử, giống như các ngươi đường ra chịu bỏ những thứ yêu thích, ta nhất định cho các ngươi hài lòng đại giới. Hoa, toàn trường giống như chết yên lặng lập tức lập tức sôi trào, thời gian qua đi 30 năm, âm đế thế mà lần nữa động thu đồ chi tâm cái này đường ra tiểu tử vận khí tốt ra, đi theo âm đế học tập mấy năm thực lực tổng hợp đạt tới bán thần ở trong tầm tay đường minh cùng đường ra đại thống lĩnh bọn họ cũng đầy mặt kinh ngạc doãn nhược băng cùng chiến thiên lôi trên mặt cũng lộ ra vẻ khác lạ giang giật lại mặt mũi tràn đầy lãnh khốc không nói một lời cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì đường minh nội tâm mừng thầm mặt ngoài lại giả vờ làm dáng vẻ rất đắn đo cuối cùng cắn răng nói chỉ cần y tam không có ý kiến ta có thể đại biểu đường ra đáp ứng có thể bị âm đế coi trọng cũng là y tam phúc phận Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang giật nói, áo tiểu huynh đệ, người có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta thần âm môn, trở thành tại hạ sư đệ đâu. Giang giật mặt không biểu tình, cảm nhận được vô số ánh mắt quét tới, nhất là doãn nhược băng cặp kia gắt gao nhìn chầm chầm đôi mắt đẹp của hắn, cảm giác rất là nhức cả trứng. Lần này vốn là muốn điệu thấp đi huyền thần sơn, lại không nghĩ rằng lại đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thần âm thiên kỹ hắn muốn học, nhưng nếu là tại cái này thần âm cốc ngây ngốc mấy năm, hắn còn thế nào đi huyền thần sơn sở dĩ hắn có chút khó khăn nói ra ta suy tính một chút Phốc rất nhiều đang uống chả uống rượu khách nhân toàn bộ phun tới doãn nhược băng cùng chiến thiên lôi trên mặt đều xuất hiện vẻ cổ quái đừng nói một cái đường ra ra tướng liền xem như các nàng như có cơ hội cong xuống âm đế môn hạ chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự bái nhập môn hạ cũng không phải muốn gia nhập trần gia làm nô người này lại còn nói muốn cân nhắc thoáng cái đại trưởng lão cũng mộng bất quá rất nhanh kịp phản ứng khẽ mỉm cười nói có thể trong vòng ba ngày ngươi như đã suy nghĩ kỹ tùy thời có thể dùng trở thành tiểu sư đệ của ta đường minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái thấp giọng nói ra y tam ngươi còn cân nhắc cái gì gia tộc bên kia ta giúp ngươi giải thích chính là việc này coi như tộc trưởng biết rõ khẳng định cũng sẽ để ngươi bài âm đế vi sư vậy cũng là chúng ta con em đường ra vinh dự đường minh lời này rõ ràng là nói cho ngoại nhân nghe giang giật làm sao cân nhắc hắn không thể chi phối Đương nhiên nội tâm ngược lại là thay giang giật sốt ruột, có như thế cơ duyên tốt sao có thể lãng phí. Đại trưởng lão quay người trở lại chính mình chỗ ngồi, ánh mắt tại giang giật cùng doãn nhược băng trên mặt đảo qua, lần nữa cười nói, như băng tiểu thư cùng y công tử đều cảm mộ sư tôn khúc bên trong thâm ý, bất luận như thế nào hai vị về sau đều có thể vì tiện đi vào thần âm cốc, cũng là chúng ta thần âm cốc khách nhân tôn quý nhất. Đúng rồi, nếu là khách nhân tôn quý nhất, ta tựu thay thế sư tôn làm chủ, cho phép các ngươi tiến vào thần tuyển bí cảnh một lần, có thể hay không cảm ngộ cái gì, tự xem các ngươi tạo hóa. Cái này thần tuyển bí cảnh là sư tôn năm đó ngộ đạo chỗ, rất là chân quý, coi như trần gia con em cả một đời cũng chỉ có thể vào ba lần nha. Wow, rất nhiều nghe nói qua cái này bí cảnh người toàn bộ kinh hô lên, doãn nhược băng hai con ngươi sáng lên, vội vàng uyển chuyển đứng dậy thi lễ nói, đa tạ đại trưởng lão hậu ái, như băng cảm động đến rơi nước mắt. Giang giật mặc dù còn chưa nghĩ ra muốn hay không trở thành âm đế đệ tử, nhưng có chỗ tốt không muốn kia là ngớ ngẩn, hắn cũng liền công việc chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Ha ha ha, Trần Gia Gia chủ đứng dậy, nhìn qua Trần Gia Đại thiếu nói, tiểu bụi, mang hai vị quý khách đi thần tuyển bí cảnh, hai vị tiến vào sau cần phải chân quý thời gian, mỗi lần ở bên trong chỉ có thể đợi ba canh giờ nha. Giang giật cùng doãn nhược băng liếc nhau, hai người đều có chút xấu hổ, chiến thiên lôi ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, hiển nhiên có chút không yên lòng giang giật cùng doãn nhược băng một chỗ một cái bí cảnh bên trong. Không bằng hắn lòng dạ cũng không tệ, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, có âm đế tại, doãn nhược băng bản thân chiến lực cũng rất mạnh, giang giật mặt ngoài thân phận là đường ra ra tướng, cũng không dám làm loạn. Hai vị, mời, trần gia thiếu ra đứng dậy đưa tay ra hiệu, doãn nhược băng thoải mái hướng phía trước đi đến, giang giật tự động muốn sở cái mũi, bất quá nghĩ đến doãn nhược băng đối nàng rất quen thuộc, lập tức đình chỉ động tác này, lãnh khốc vô song đi theo thuật lại bụi nhắm hướng đông viện đi đến. Doãn nhược băng đi vài bước ngừng lại, quay đầu nhìn một cái giang giật, trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh nghi, lập tức khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, cực kỳ giống một cái tu luyện thành người yêu hồ. chương 1063, Giang giật công tử. Đường cánh, lập tức đưa tin hồi trở lại gia tộc, để bọn hắn giả tạo y tam thân phận. Nhìn qua đi theo thuật lại bụi doãn nhược băng đi đến Giang giật, đường minh sắc mặt ngưng trọng lên. Giang giật hôm nay chơi lớn rồi, hôm nay qua đi y tam cái tên này cũng chú định hội tuyên bố lên cao, mặc dù sẽ không khiến cho quá lớn oanh động, nhưng rất có thể sẽ bị một số người chú ý tới, chỉ ít chiến thiên lôi đã chú ý tới hắn. Vừa rồi hắn nói Y Tam là đường ra gia tướng, kia Y Tam người này nhất định phải tồn tại. Nếu không tùy ý cho một cái tự bộc quang, như Y Tam người này không tồn tại, sẽ bị rất nhiều người hoài nghi, cũng sẽ liên tưởng đến Giang Giật. Giang Giật theo tội đảo tới, cùng vô tận biển sâu bên kia quan hệ mật thiết, đây đối với đường ra không tính là gì sự tình. Nhưng bên ngoài giang giật là tội đảo gian tế, đường ra cùng tội đảo gian tế cấu kết, việc này sẽ cho người lưu lại đầu đề câu chuyện, đối đường ra bất lợi. Là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng a à. đường ninh nhớ tới vừa rồi giang giật thổi bài hát cảm khái không thôi, nghe một lần âm đế bài hát, có thể bắt trước được tinh túy, cái này giang giật quả nhiên không phải phạm nhân, người này cũng đáng được đường ra giao hảo. Trên thực tế, giang giật giờ phút này cũng không tin tưởng kia bài hát chính mình là thổi ra hắn chỉ là nghe âm đế tiếng đàn không hiểu có chút cảm xúc thôi. Âm đế tiếng đàn không hiểu có thể dẫn ra người cảm xúc, để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới Giang Vân Hải Giang Biệt Ly, nhớ tới Y Phiêu Phiêu, nhớ tới Giang Tiểu Nô, nhớ tới Phượng Loan Thanh Ngư, nhớ tới Hải Đồng lúc tại Thiên Võ Thành Tuế Nguyệt. Sở dĩ hắn vô ý thức cầm lên một mảnh cây lá cây thổi, tại thổi đến thời điểm hắn cũng không có quá chú trọng kỹ xảo, càng không có cố kỵ ngoại nhân cảm thụ. Hắn chỉ là muốn thổi một bài bài hát, tế điện một chút trôi qua thời gian, hồi ức một số người, biểu đạt một chút tâm tình bị đè nén thôi. Đương nhiên, hắn đối với thần âm thiên kỹ ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút cảm ngộ, một khắc này hắn minh bạch một cái đạo lý bất luận cái gì nghệ thuật nhưng thật ra là tương thông, cũng phải cần chút xuống tình cảm đi vào, dạng này mới có thể xúc động quần chúng những người nghe tâm linh, gây nên bọn hắn cộng minh, đây mới là thượng đẳng nhất diễn tấu thủ pháp. Chính như hắn năm đó vẽ thiên hỏa, kia ba bức tưởng niệm bi thương, động tình, đồng dạng có thể xúc động tâm linh của người ta, khiên động nhân loại linh hồn chỗ sâu nhất cảm xúc. Hạ đẳng nghệ thuật huyến kỹ, trung đẳng nghệ thuật động tình. Giang giật trước kia thần âm thiên kỹ có thể nói hạ đẳng nhất huyến kỹ, dựa vào một chút âm thanh khủng bố kích thích linh hồn của con người, dạng này thần âm thiên kỹ thô bạo nhất, hiệu quả cũng tương đối mà thôi rất yếu. Giờ phút này giang giật mò tới thần âm thiên kỹ đệ nhị trọng, có thể chút xuống tình cảm đi vào, gây nên người khác cộng minh, để người nghe bất trí bất giác yên lặng đi vào, quên đi hết thảy, như Giang giật đem loại kỹ xảo này triệt để nắm giữ, kia giết người thật là vô hình. Năm đó âm đế một bài đứt ruột khúc, vô thanh vô tức diệt mấy chục vạn cường giả. Hắn căn bản không có vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là đàn tấu một khúc, liền để những người kia toàn bộ tự sát, có thể thấy được cái này thần âm thiên kỹ kinh khủng. Tốt, như băng tiểu thư, y tam công tử, các người có thể tiến vào. Ở bên trong các người chỉ cần tính tĩnh an ngồi, xin đừng phá hư bên trong bất kỳ vật gì sau nửa canh giờ thần tuyền hội phát ra một loại rất kỳ lạ thanh âm các ngươi cố gắng lắng nghe cảm ngộ sau ba canh giờ các ngươi sẽ tự động truyền tống ra giang giật đang trầm tư bên trong thuật lại bụi thanh âm vang lên ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh phát hiện cùng đi theo đến một cái trong lầu các trong lầu các có một cái truyền tống trận đa tạ bụi công tử doãn nhược băng nhẹ gật đầu nâng lên một đôi ống ánh sáng long lanh chân trần hướng truyền tống trận đi đến giang giật cũng hướng thuật lại bụi vừa chắp tay trầm mặc đuổi theo Hai người bước vào truyền tống trận, thuật lại bụi đánh ra một đạo nguyên lực, truyền tống trận sáng lên một đạo quang mang, hai người biến mất tại trong lầu các. Nơi tốt, bạch quang lóe lên, Giang giật quét qua lập tức đôi mắt sáng lên, Doãn Nhược Băng càng là xem say, Si ngốc nhìn qua bốn phía mỹ cảnh, một đôi mắt đẹp quang mang lấp lánh. Hai người bị truyền tống đi tới một cái sơn cốc nhỏ, sơn cốc bốn phía đều có cấm chế, thần thức không thể dò xét ra ngoài, bất quá dương quang nhẹ nhóm có thể theo trong cấm chế chiết xạ vào đây sơn cốc mọc đầy một loại màu vàng tiểu hoa đầy khắp núi đồi đều là mặt phía bắc núi nhỏ ở giữa có một đạo thanh thuyền chảy nhỏ do chảy xuôi mà xuống hình thành một đầu cong cong tiểu hà cuối cùng còn tạo thành một cái xinh đẹp thác nước nhỏ thác nước phía dưới là một cái thanh tịnh tiểu thủy đường hai người ngay tại bên đầm nước bên trên trên đồng cỏ quá đẹp doãn nhược băng đi chân đất tại bên đầm nước đi dạo bất quá thuật lại bụi bàn giao nàng cũng không dám làm loạn cũng không dám xuống thủy đàm bên trong chỉ là tại phụ cận vui sướng bôn tẩu trên mặt đều là làm người ta lóa mắt mỹ lệ nụ cười. Giang giật nhìn ra ngoài một hồi không còn dám nhìn, không phải cảnh sắc không xinh đẹp, mà là doãn nhược băng mị lực quá lớn. Cái này tuyệt thế xinh đẹp tựa như một đóa nở rộ thực dược, thời thời khắc khắc đều phóng thích tại hương thơm, làm người ta không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, vì nàng mê. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhắm mắt chờ đợi, thuật lại bụi nói sau nửa canh giờ trong suối nước hội truyền đến một loại đặc biệt thanh âm, phải cùng thần âm thiên kỹ có quan hệ hắn vừa mới sờ đến một tia cánh cửa muốn tiến một bước cảm ngộ thần âm thiên kỹ chân lý để cho mình thần âm thiên kỹ uy lực đại tăng nếu là có thể tìm dạng này nơi tốt mặc kệ trần thế nhao nhao hỗn loạn ẩn cư cả một đời thì tốt biết bao a à. bên kia truyền đến doãn nhược băng một người nói một mình âm thanh giang giật không hiểu có chút xúc động nếu có thể đem tô như tuyết cứu trở về lại tìm đến y phiêu phiêu mang theo giang tiểu nô phượng loan các nàng tìm không người hải đảo ẩn cư thật là là bực nào hài lòng a à. ừ trong trầm tư hắn không hiểu có một tia rung động, phát hiện doãn nhược băng cặp kia đôi mắt đẹp đang nhìn hắn chằm chằm, trên mặt hắn rung động chi sắc trong nháy mắt rút đi, đen thui trên mặt khôi phục lãnh khốc. Phốc phốc, doãn nhược băng cười nhạt một tiếng, lập tức giang giật ngửi thấy một loại dị hương, kia mùi thơm quá dễ ngửi, có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, tâm thần động dao động. Không được, giang giật vội vàng đình chỉ hấp khí, đây là doãn nhược băng trên người dị hương, hương nữ tộc đặc biệt mùi thơm. Mặc dù hắn không biết doãn nhược băng vì sao đột nhiên phóng thích hương khí, nhưng luôn cảm giác nha đầu này không có hảo ý. Hi hi, mùi thơm rất nhanh biến mất, doãn nhược băng cũng hì hì nửa nụ cười, nàng thản nhiên đi tới giang giật phía trước, xoay người đem mặt bu lại, mắt to nhìn chằm chằm giang giật sướng sờ xem, con mắt đều không có nháy một lần. Ây, giang giật bắt đầu có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng đợi một hồi vẫn là không nhịn được mở to mắt. Hắn nhìn qua trước mắt trương này cười đến hồ ly mặt, không hiểu có loại dự cảm không tốt, hắn cắn răng nói ra, doãn tiểu thư, xin tự trọng, tại hạ, tại hạ không thích, không thích nữ nhân là a. doãn nhược băng nói tiếp, trên mặt nàng đều là hí ngược nụ cười, trợn trắng mắt nói ta nói, ngươi không thể thay cái lấy cớ a rất bài cũng nha. xong, giang giật nội tâm trầm xuống, mặc dù không biết cô nàng này làm sao nhận ra hắn, nhưng hắn dừng một chút, vẫn là cắn răng nói ra, doãn tiểu thư, người nói cái gì, tại hạ không hiểu. bất quá, vẫn là mời tiểu thư tự trọng ta miễn cho hư hao tiểu thư danh dự. khanh khách doãn nhược băng thân thể lui ra phía sau phát ra một đạo tiếng cười như chuông bạc. nàng ánh mắt không nhìn nữa giang giật mà là nhìn về phía xa xa tiểu hà thở dài. ta có cái bạn rất thân tên là y thiền. nàng có một loại kỳ lạ thần thông có thể nhận ra những biến hóa kia ngoại hình cùng linh hồn khí tức người. lần trước nàng chỉ cho ta điểm một phen. ta cũng có loại thần thông này a. À. bất luận cái gì huyễn thuật ở trước mặt ta đều sẽ mất đi hiệu lực. sở dĩ người tiểu đừng đóng kịch giang giật công tử chương 1064, Đồ Lưu Manh. Ách, tại Doãn Nhược Băng nói ra Giang Giật cái tên này lúc, Giang Giật trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể thình lình đứng lên khí thế phóng thích, đằng đằng sát khí khóa chặt Doãn Nhược Băng, trầm giọng nói, người khám phá thân phận của ta, còn dám nói ra tựu không sợ ta giết ngươi. Trước đó tại luyện ngục phế thích Phật Sơn, Doãn Nhược Băng không biết thân phận của hắn, chỉ ra, quan hệ của hai người cũng thay đổi thành đối địch. Giang Giật là tội đảo người, điểm này không cách nào cải biến, phàm là tội đảo người cùng cửu đế ra đều là tử địch. Doãn nhược băng được biết giang giật thân phận, đối với hắn mà nói là to lớn uy hiếp, giờ khắc này ở bí cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân, giang giật muốn giết doãn nhược băng ngược lại là cực kỳ dễ dàng. Doãn nhược băng nụ cười trên mặt không ngừng, quay mặt lại, xảo tiếu yên này nhìn qua giang giật nói, người hội giết ta sao giang giật, nếu ngươi có thể hạ thủ được, ta tuyệt không phản kháng đấy. Ai, giang giật trên thân khí thế yếu đi, bất đắc dĩ thở dài nói, doãn nhược băng, chúng ta là địch nhân, mời ngươi nghiêm túc một chút được không thân phận ta bị ngươi khám phá, thời khắc lại có mất đầu họa, chẳng lẽ ta không phải giết ngươi diệt khẩu sao? Doãn nhược băng vẫn là cười đến cùng hồ ly đồng giặc, nàng hai tay ôm ngực, một bộ bị hoảng sợ bộ dáng nói ra, người muốn giết ta nhân ra rất sợ đó a à, người đừng tới đây a à, lại tới ta nhưng là muốn kêu. Ngoá, Giang giật triệt để bó tay rồi, đối đầu nha đầu này hắn xem như triệt để không cách nào, coi như cho hắn giết cũng không hạ thủ được, hắn đặt mông tỏa hạ nói, thôi thôi, ngươi nếu muốn mật báo, ta nhận thua, gặp gỡ ngươi coi như ta không may. Hi hi, doãn nhược băng tựa như một cái đánh thắng chiến tướng quân, mắt to đều cười thành vành trăng khuyết, nàng đi tới, tò mò nhìn Giang giật nói, Giang giật, hai năm này ngươi chạy đi đâu a à ta cùng thiền tỷ tỷ đều cho là ngươi bị bác đế bắt được hoặc là giết đâu. Giang giật cười lạnh một tiếng nói, ta thần thông ngàn vạn, ai có thể giết được ta bác đế còn non lắm, nếu không phải ta có việc gấp, ta không phải đem bác đế cho làm ngươi xem thiên thượng như đang bay đâu doãn nhược băng nhìn một cái thiên thượng hì hì cười nói ngươi lợi hại như vậy còn biến thành y tam làm gì không trực tiếp đánh tới bắc đế thành giang giật a lời này của ngươi đi lừa gạt khác tiểu cô nương đi bản cô nương cực kỳ thông minh cũng không phải những cái kia ngốc cô nương ngươi cực kỳ thông minh quên đi thôi ngươi nếu là thông minh tại phật sơn tự nhận ra ta giang giật liếc nhìn doãn nhược băng có chút hiếu kỳ mà hỏi đúng rồi doãn nhược băng ngươi lần này làm sao phát hiện được ta Hi hi, doãn nhược băng cười thần bí nói, người đoán. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, im lặng nói ra, người đoán ta đoán không đoán. Hừ, vậy bản tiểu thư tựu không nói cho ngươi. Doãn nhược băng cái mũi nhíu một cái, xoay người tử không lại phản ứng giang giật. Đúng rồi, giang giật nhớ tới vừa rồi nghe được mùi thơm, đột nhiên vỗ đùi nói, ta biết, mùi thơm, ngươi vừa rồi thả ra mùi thơm. Coi như ngươi thông minh, doãn nhược băng rảo hoạt nói ra, về sau ngươi chớ ở trước mặt ta biến ảo, ngoại hình của ngươi có thể biến ảo linh hồn của ngươi khí tức có thể biến ảo nhưng ngươi thể vị biến ảo không được bản cô nương thiên phú dị bẩm tùy ý một cảm ứng liền có thể cảm ứng ra tới về sau giang giật con mắt chấp chấp đột nhiên lại gần cười nói doãn tiểu thư ngươi không chuẩn bị tố giác ta cái gì gọi là không định a à? bản tiểu thư lúc nào nói muốn tố giác ngươi a à? doãn nhược băng liếc mắt giang giật một chút lập tức nghiêm mặt nói ra giang giật ta không tố giác ngươi có thể ta về sau gặp được ngươi cũng có thể làm làm không biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, Giang giật phung tay lên nói, ngoại trừ không quan tâm ta hiến thân, chuyện gì cũng dễ nói. Phi, đồ lưu manh, doãn nhược băng khẽ gắt một cái, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ta muốn ngươi đáp ứng ta, không phải cùng chúng ta doãn ra là địch. Ngươi không đi chiêu chọc chúng ta doãn ra con em, chúng ta doãn ra cũng chắc chắn sẽ không đối phó ngươi. Cái này có thể có, Giang giật gật đầu nói ra, ta giang giật chưa từng vui giết chóc, ta cũng không phải bị hóa điên, không trêu chọc ta làm sao lại đi cùng các ngươi doãn ra là địch ân. Xem ở trên mặt của ngươi, coi như các ngươi doãn ra trêu chọc ta, ta cũng sẽ ẩn nhấn, đương nhiên không thể quá phận. Sẽ không nha, doãn nhược băng rất khẳng định nói ra, kỳ thật chúng ta doãn ra thế hệ tuổi trẻ đối ngươi cũng rất khâm phục, ca ca ta bọn đệ đệ đều nói làm người làm như ngươi, mới không uổng công cả đời này, sự thích của ngươi nhà chúng ta người đều rất rõ ràng. Đương nhiên, bên ngoài chúng ta không có khả năng ủng hộ ngươi, dù sao cửu đế gia tộc đồng khí liên chi. Quá khen quá khen, Giang giật không chút nào khiêm tốn khoát tay nói, kỳ thật ta cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, con người của ta vẫn có một ít khuyết điểm. Phi, Doãn Nhược Băng lại nhìn không được khẽ gắt một cái, bất quá rất nhanh lại cười khúc khích, tức giận nhìn qua Giang giật nói, người người này làm sao không có chính hành a? À? thiền tỷ tỷ cũng nói ngươi là quái nhân, cùng với ngươi hội không hiểu cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy a, à đây cũng là của ta một cái khuyết điểm. Giang giật mặt dầu dĩ thở dài nói, ta cũng phát hiện, ta cái này để người ta không hiểu hội chiêu nữ hài tử thích, cái này khiến ta rất yêu thương a. À. Ha ha, không biết xấu hổ. Doãn nhược băng cười mắng một câu, cười đến trang điểm lộng lẫy, Giang giật u u cười một tiếng ánh mắt nhìn qua xa xa đầm nước, cảm khái nói, người cả đời này quá khổ quá mệt mỏi, quá nghiêm chỉnh không có ý nghĩa, nhẹ nhóm khoái hoạt một chút không tốt sao? Làm gì trôi qua khổ cực như vậy đời này nếu có thể hạnh phúc an khang ai lại nguyện ý điên phổi lưu nhìn qua kinh ngạc nhìn xem tiểu đầm trầm mặc không nói giang giật doãn nhược băng nụ cười trên mặt cũng ngưng kết xuống tới nàng ngồi trồm hổm ở giang giật bên người đi theo nhìn qua nơi xa đầm nước u u thở dài nói giang giật người nếu không có đi qua tội đảo thì tốt biết bao ai như thế chúng ta liền có thể quang minh chính đại làm bằng hữu ta không đi tội đảo đã sớm chết giang giật đùa cợt cười nói làm bằng hữu ở chỗ thổ lộ tâm tình không ở chỗ thân phận địa vị cùng xa gần Thiên hải bộ nhớ chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, nếu có thể chi tâm coi như một đời tử không gặp lại, lại như thế nào? Ừm, ngươi nói đúng, là ta lấy cùng nhau. Doãn nhược băng nhẹ gật đầu, nói, giang giật ngươi như tu thiền, nhất định có thể trở thành một đời tông sư, thiền tỷ tỷ đã từng cũng đã nói như vậy, các ngươi đều rất có cảnh giới. Ta có cái dám cảnh giới. Giang giật sổ một câu nói tục, cười khổ nói ra, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối một câu nói này kỳ thật rất chua, nếu có thể thật có thể sớm sớm chiều chiều ai lại nguyện ý tách ra mỗi ngày ôm đi ngủ không phải càng đến nhanh ý một chút phi lời nói mới rồi coi như ta không nói doãn nhược băng trên trán từng hàng hát tuyến dày đặc như là dương chi ngọc da thịt trở nên đỏ tươi đời này không ai có thể dám dạng này nói chuyện cùng nàng ai gặp nàng không phải nho nhã lễ độ sợ nói sai nửa câu hết lần này tới lần khác có gian giật quái thai như vậy động một chút lại tuôn ra khẩu nói ta lưu manh nói hai người không nói gì nữa đều rơi vào trầm tư, nhưng sơn cốc nhỏ này quá nhỏ, hai người ngồi quá gần. Doãn nhược băng trên thân tản mát ra nhàn nhạt sử nữ mùi thơm, giang giật cũng có dương quang giống được khí thức, cái này khiến hai người đều cảm giác có chút xấu hổ cùng khó chịu, bầu không khí cũng biến thành càng phát kiều diễm. chương 1065 Tán Tỉnh Đối với doãn nhược băng người này, giang giật trong lòng rất phức tạp, nói không thích kia là gạt người. Bực này khuynh thế hồng nhan bất luận cái gì nam tử đều muốn lấy được, đều nghĩ giải phong nàng băng phong nội tâm, để nàng triển lộ đẹp nhất nét mặt tươi cười cùng kia tiêu hồn thực cốt phong tình. Doãn nhược băng đối với hắn có tình có nghĩa có ân, cùng nàng nói chuyện phiếm ở chung cũng vô cùng vui vẻ, nghe trên người nàng mùi thơm, giang giật nội tâm hội không tự chủ được dâng lên một tia ý niệm, nhưng hắn lại muốn áp chế cái này tia ý niệm, ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều, đây là một kiện rất mâu thuẫn cùng chuyện đau khổ. Kỳ thật, Doãn Nhược Băng đối với Giang Giật cũng phi thường có hảo cảm. Các nàng loại quý tộc này tiểu thư, từ nhỏ gặp nhiều danh môn công tử, gặp nhiều mặt ngoài phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, tính cách ấm lương, ngăn nắp xinh đẹp nội tâm lại âm tàn độc địa, vì mục đích không từ thủ đoạn công tử. Các nàng sẽ tự nhiên mà vậy mà bài xích những công tử này, sẽ đối với những này công tử không mảnh một chú ý. Đương nhiên, những công tử này như như con ruồi nghĩ hết biện pháp tới gần các nàng, lấy lòng nịnh nọt các nàng, để các nàng cũng càng thêm đối bọn hắn không ưa, dễ như trở bàn tay đồ vật thường thường sẽ không chân quý, không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Rất nhiều nữ nhân đều rất tiện, ăn đã quen sơn chân hải vị, ngược lại những cái kia giao giải hội càng hương một chút, không thể nghi ngờ. Giang giật liền là một viên phi thường chân quý giao giải. Tuổi trẻ, thần bí, một người một đao giết ra uy danh hiển hách, ba bức thiên hỏa càng làm cho trên đầu của hắn mang theo một cái ma huyễn hào quang. Không sợ cường quyền, một người tự dám hướng bác đế vũ ra tuyên chiến, Phật dưới núi đốt diệt năm tên bán thần vừa rồi tại thần âm cốc bên trong thổi cái cây lá cây cũng có thể làm cho âm đế động thu đồ chi tâm. Hết thảy hết thảy, để giang giật liền giống một gốc hoa anh túc thật sâu hấp dẫn lấy doãn nhược băng. Nữ nhân một khi đối một cái nam tử lên hiếu kỳ chi tâm, thường thường liền sẽ đi đào sâu hắn hết thảy, tiếp theo bị hắn hấp dẫn, triệt để luân hãm. Cũng may, doãn nhược băng cùng giang giật có khốn nhiễu giống vậy, hai người đều tải cưỡng ép áp chế nội tâm ý niệm. Bởi vì hai người đều biết rõ hai người cuối cùng không có kết quả, đây là hai người vận mệnh bất luận doãn nhược băng phải chăng cùng chiến thiên lôi đính hôn cũng bất luận giang giật phải chăng từng tiến vào tội đảo liền nói giang giật làm sự tình hai người cũng chú định đi không đến cùng một chỗ phật dưới núi trận chiến kia để giang giật trở thành bác đế vũ gia tử địch cửu đế gia tộc đồng khí liên chi như giang giật cùng doãn nhược băng đi cùng một chỗ doãn gia chỉ có cùng bác đế bất hòa chỉ có cùng tà gia kiếm ra các loại chờ rất nhiều gia tộc bất hòa vì một cái giang giật doãn gia sẽ để cho chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng sao hiển nhiên sẽ không, sở dĩ giang giật cùng doãn nhược băng đều trầm mặc hai người cũng càng ngày càng xấu hổ, bầu không khí càng ngày càng kiều diễm. Ngồi thời gian một nén nhang, giang giật hơi không kiên nhẫn, loại này xấu hổ để hắn có chút ngồi như châm đẹp, hắn đôi mắt lóe lên đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn quay người nhìn qua doãn nhược băng nói, doãn tiểu thư, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? a à, doãn nhược băng còn yên lặng tại vừa rồi kiều diễm bên trong, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng nhìn thoáng qua giang giật lập tức mở ra cái khác mặt đi thưa dạ nói ra nói đi không quá phận ta đều giúp ngươi là chính sự giang giật nghiêm mặt nói ra lê hồng ngươi biết a à tựa như là nhà ngươi thân thích doãn nhược băng sắc mặt khôi phục bình thường nghi ngờ nhìn qua nói đúng vậy là mẫu thân của ta đường huynh coi như ta phải gọi hắn một tiếng tam bá làm sao hắn trêu chọc ngươi này cũng không có giang giật suy tư một chút có chút kỳ quái nói ra nhân phẩm này đi ngươi hẳn nghe nói qua a à dạng này người vì sao nhà các ngươi bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy dạng này sẽ không ảnh hưởng nhà các ngươi danh dự ừm cái này đích xác là cái lão hỗn đản doãn nhược băng không chút nào tị húy nàng cười khổ một tiếng nói ra mẫu thân khi còn bé ông ngoại liền chết nàng bị nhận làm con thừa tự cho ông ngoại đường huynh làm nữ nhi cũng chính là lê hồng phụ thân sở dĩ lê hồng cũng coi là ca ca của nàng khi còn bé ngược lại là đối nàng rất chiếu cố sở dĩ cứ việc lê hồng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý xảy ra chuyện sau hắn đến một lần cầu mẫu thân mẫu thân tựu mềm lòng phụ hoàng cũng không tốt nói thêm cái gì nguyên lai like là dạng này giang giật bừng tỉnh đại ngộ lập tức có chút xấu hổ nói ra là như vậy đường ra có hai cái nhà đầu trước kia cùng ta cũng coi như nhận biết lần này ta cưới thiên cơ thuyền trùng hợp gặp các nàng cái này hai nhà đầu bị lê hồng coi trọng dùng một trăm gốc thiên tàn trúc đổi hai người hai nhà đầu nghe nói sau liều chết không theo bị đường ra quản sự đánh cho thảm như vậy a à. Việc này ta nếu không gặp gỡ chắc chắn sẽ không quản, nhưng gặp được. Luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem các nàng nhảy vào hố lửa A à lúc đầu ta chuẩn bị cướp người, hôm nay đã người tới, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp chọc lê ra cùng các ngươi doãn ra coi như kết thù kết oán. Hai cái nhà đầu, doãn nhược băng sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhăn nhăn nhó nhó nói ra kia hai nha đầu nhất định rất xinh đẹp A. À. Giang giật bó tay rồi, nữ nhân quả nhiên là không hiểu thấu động vật, cùng nàng nói một đống, nàng cái gì cũng không hỏi, hết lần này tới lần khác quan tâm cái này hai nha đầu phải trăng xinh đẹp chẳng lẽ hắn giang giật liền không thể thuần túy làm một lần chuyện tốt nhất định muốn gặp sắc khởi ý. Bình thường, không có người xinh đẹp, nhìn thấy doãn nhược băng nhìn lấy mình, giang giật thuận miệng một nói ra, ta nói chuyện này ngươi ngược lại là có giúp hay không a à, ngươi không giúp đỡ ta chỉ có cướp người, đến lúc đó nếu là xem Lê Hồng không vừa mắt thuận tay cho làm, ngươi cũng đừng trách ta. Đừng nha, nghe được câu kia không có người xinh đẹp doãn nhược băng con mắt cười thành vành trăng khuyết nàng không thèm để ý chút nào khoát tay áo nói, được rồi, không phải liền là hai người sao quay đầu ta giúp người muốn tới, lại cho cho người đi, Lê Hồng vẫn là không dám ngỗ nghịch của ta. Người nhớ kỹ đừng giết Lê Hồng, nếu không mẫu thân của ta sẽ thương tâm, đến lúc đó nhà chúng ta chỉ có thể suốt binh truy sát ngươi. Tốt, đa tạ doãn tiểu thư, Giang giật thở ra một hơi thật dài, việc này làm xong, trong lòng của hắn cũng coi như rơi xuống một cái đại hòn đá hắn dừng một chút nói ra, người để người mẫu thân hảo hảo quản quản cái này lão sắc ma, ta không giết hắn, sớm muộn có người sẽ động thủ, đều tuổi đã cao, còn có thể chơi đến động sao. Phi, doãn nhược băng sắc mặt trầm xuống, xoay khai thân tử không lại để ý tới giang giật. Giang giật lưu manh lời nói được càng ngày càng không có yên lòng, doãn nhược băng dù sao cũng là cấp cao nhất danh môn tiểu thư, vẫn là chưa suốt các hoa cúc đại khuê nữ, giang giật lời này hoàn toàn chính xác qua. Khụ khụ, giang giật cũng ý thức được, Mặt mo đỏ ửng sờ lên cái mũi nói, kia cái gì, là ta nói sai bảo, lão nhân ra người đừng nóng giận a à. Người mới lão nhân ra đâu, càng ngày càng hồ đồ, doãn nhược băng trợn mắt nhìn, kia hung ác bộ dáng giống như đủ một cái dương nanh múa vuốt sư tử cái. Giang giật cười khổ một tiếng, liên tục khoát tay nói, tốt à tốt à, ta lão, ta lão, ta năm mươi tuổi, hoa tản ít bướm. Người 16 sáu tuổi, phong nhã hào hoa, nụ hoa muốn phóng, đẹp như tiên nữ, dưới thần nữ phàm, tốt đi. Phốc, Doãn Nhược Băng bị Giang giật nói đến nín khóc mỉm cười, bất quá nghĩ nghĩ lại không đúng vị, vung lên nắm tay nhỏ tự hướng Giang giật đánh tới, cáo giận nói, người chiếm ta tiện nghi, người 50 tuổi, ta 16 tuổi, vậy ta phải gọi ngươi là gì? Đôi bàn tay trắng như phấn đánh tại Giang giật trên thân, hai người đều thân thể run lên, giật mình. Giang giật nhìn qua Doãn Nhược Băng thẹn thùng bộ dáng ngây dại, Doãn Nhược Băng cũng đột nhiên bừng tỉnh, nàng vừa rồi làm dáng, làm sao có chút giống tình lữ ở giữa tán tỉnh a? chương 1066, Hoa Tiên Tử. Từng có lần này tiếp xúc thân mật về sau, Giang giật cùng Doãn Nhược Băng lần nữa trầm mặc, lần này càng thêm lúng túng. Hai người tựa như hai cái gãy cánh điều điều, phi thường khát vọng đánh vỡ lồng giam bay lên không chung, nhưng hai người lại sợ ra khỏi lồng con, bởi vì các nàng đều biết, một khi đi ra ngoài hai người đều sẽ rơi thịt nát xương tan. Cũng may nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, cách đó không xa giữa sườn núi nước suối đột nhiên trở nên thoáng cái cấp tốc, thoáng cái hỏa hoãn, tựa như nước suối đang đánh ở một cái, bởi vì dũng mãnh tiến ra nước suối thoáng cái đại nhất hạ nhỏ, thoáng cái nhanh thoáng cái chậm, dẫn đến giữa sườn núi tiểu hà cũng biến thành là sóng lớn cuồn cuộn, cuối cùng đầm nước bên trên thác nước nhỏ xuống nước sông cũng biến thành có tiết tấu, soạt rầm rầm nước sông đánh vào mặt nước xuất hiện một loại thanh âm huyên náo, nhưng giờ khác này thanh âm trở nên rất có cảm giác tiết tấu, tựa như tại im ắng đàn tấu một bài bài hát, một loại mỹ rượu âm nhạc. a à, giang giật trong mắt quang mang một thịnh từ từ mê mang, hắn rất nhanh ngồi xếp bằng nhập định, toàn tâm đi cảm thụ cái này kỳ diệu âm nhạc, trên mặt giếng nước yên tĩnh, tựa như một cái nhập định lão tăng. Quả nhiên là âm giới kỳ tài, doãn nhược băng nghe thật lâu, nàng có thể theo kia kỳ dị làn điệu nghe được ra một tia đặc biệt vận vị, nhưng này vận vị liền là nhìn không thấy sở không được. Nàng nhìn xem giang giật kinh ngạc ngẩn người, cái này nam tử luôn luôn thần kỳ như vậy, thần bí như vậy, tuổi còn trẻ tự chiến lực kinh thiên, còn trở thành họa đế đối với âm luật lại có một loại biến thái thiên phú nữ nhân vô luận lại cường đại nàng vẫn là nữ nhân sẽ làm bị thương xuân thu buồn hội cảm tính hội không hiểu thấu nghĩ một chút kỳ quái sự tình cũng tỷ như giờ phút này doãn nhược băng nhìn xem giang giật kinh ngạc ngẩn người lại quên đi đi cảm mộ trong suối nước đạo vận giống như cho ngoại nhân biết khẳng định hội đấm ngực rậm chân thần tuyền bí cảnh vào đây một lần cỡ nào khó được a à, nhà đầu này cư nhiên như thế lãng phí cơ duyên a à, sau gần nửa canh giờ, Doãn Nhược băng tỉnh ngộ lại, nàng vội vàng mở ra cái khác con mắt hai tay che mặt, bên tai đều đỏ. Nàng cũng ép buộc chính mình đừng đi xem giang giật, mà là ngồi xếp bằng nhập định đi cảm ngộ trong suối nước đạo vận. Chỉ là rất đáng tiếc, nàng cảm ngộ sau nửa canh giờ, cái gì cũng cảm ngộ không được. Nàng có chút bực bội mở to mắt, lần nữa hướng giang giật nhìn lại, kết quả nhìn một chút, trong mắt đẹp lại đầy mắt mê mang. Nội tâm của nàng không an tĩnh được, lại như thế nào có thể cảm ngộ trong suối nước đạo vận dạng này vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại mấy lần, hai người ở bên trong ở lại thời gian cũng nhanh ba canh giờ. Cách ba canh giờ còn có một nén hương thời gian, một mực nhập định giang giật đột nhiên mở to mắt, dọa đến ngay tại nhìn lén hắn doãn nhược băng thân thể mềm mại run lên, giang giật mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, đại tiểu thư của ta, người không đi cảm ngộ thần tuyền, người lão là nhìn ta làm gì ngươi chưa thấy qua soái ca sao. Giang giật ngay từ đầu là trong nhập định, toàn tâm đi cảm ngộ thần tuyền bên trong làn điệu, đi cảm ngộ bên trong ẩn chứa tự nhiên đạo vật. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút hiểu được, lúc trước hắn đang nghe âm đế đánh đàn lúc tỉnh tỉnh mê mê cảm ngộ mộ một vài thứ, tại lúc này không hiểu có chút sáng tỏ thông suốt. Cảm ngộ mộ hơn một canh giờ, hắn quyết định tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dạng này có lẽ có thể cảm ngộ càng nhiều đồ vật, đối với thần âm thiên kỹ tiến giai cũng sẽ có càng lớn trợ giúp. Nhưng hắn... Sai, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hoàn toàn chính xác có thể làm cho cảm giác của hắn lực càng thêm nhạy cảm, nghe được nước suối chảy xuôi âm thanh rõ ràng hơn, nhưng tiến vào cái này trạng thái hắn hội dung nhập phụ cận phương thiên địa này bên trong, doãn nhược băng nhất cử nhất động cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Người nói một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhìn chằm chằm vào người xem, còn thỉnh thoảng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hàm tình mạch mạch, người còn có thể ổn định lại tâm thần liền xem như thánh nhân cũng vô pháp bình tĩnh a. À. Phía sau một canh giờ, Giang giật cũng cùng doãn nhược băng đồng dạng, thoáng cái ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, thoáng cái lại suy nghĩ lung tung, thời gian cũng tại trong im lặng trôi qua, hiện còn có một nén hương thời gian liền bị truyền tống ra ngoài, giang giật cũng triệt để từ bỏ. Ta, ta mới không thấy ngươi đây. Doãn nhược băng tựa như một cái bị tại chỗ bắt lấy tiểu thâu, vừa kinh vừa sợ vừa thẹn quay đầu ra đi, đỏ mặt phải cùng hầu tử cái mông đồng dạng, bất quá con vịt chết mạnh miệng, nàng quật cường nói ra, bản tiểu thư là. Là muốn nhìn ngươi một chút cảm mộ cái gì tốt đi theo cảm mộ đúng chính là như vậy ai giang giật nhìn qua phía trước như từng đạo như gợn sóng chảy xuôi tiểu hà âm thầm cảm thấy đáng tiếc giống như doãn nhược băng không quấy dày đoán chừng hắn thần âm thiên kỹ hội triệt để tiến vào đệ nhị trọng không bằng hắn đã âm thầm vào môn thần âm thiên kỹ bay vào tính tiến bộ ngược lại là ở trong tầm tay thôi thôi cơ duyên thứ này không cưỡng cầu được lần này không phải liền là nhặt được cơ duyên sao giang giật rất nhanh nghĩ thông suốt trên mặt cũng lộ ra nụ cười hí ngược nhìn qua doãn nhược băng nói tiểu doãn a lần sau không muốn như vậy nhìn chằm chằm nam tử xem nữ tử muốn thận trọng tự trọng một chút biết không lại nói ta như vậy tử không tính toán rất đẹp trai a phi doãn nhược băng xấu hổ con mắt cũng không dám nhìn giang giật kia vừa vội vừa giận dáng vẻ thấy giang giật cười ha ha có thể đùa giỡn đại lục cấp cao nhất hai vị sinh đẹp một trong cái này khiến giang giật rất là khoái ý coi như chiến thiên lôi đều không có phúc phận nhìn thấy doãn nhược băng như thế bộ dáng a thời gian không nhiều lắm giang giật cũng nghiêm mặt nói đúng rồi doãn nhược băng đợi lát nữa ra ngoài ngươi muốn làm bộ không biết ta ngươi một khi lộ ra nửa điểm dị dạng thân phận của ta khẳng định hội lộ ra ánh sáng đến lúc đó bác đế cần phải truy sát ta đến chết ta chỉ có thể chạy ra đông hoàng đại lục hừ hừ doãn nhược băng nắm lấy cơ hội trả thù giang giật nàng hừ hừ hai tiếng hận hận nhìn qua giang giật nói ta dựa vào cái gì giúp ngươi a à? Ngươi cái này hỗn đản dám đùa dỡn bản tiểu thư ta ra ngoài tựu hô to một tiếng y tam liền là giang giật, đoán chừng toàn bộ người đều hội hợp nhau tấn công a à đối kia hai cái nha đầu, ngươi cũng tự nghĩ biện pháp đi, bản tiểu thư. Mặc kệ, ha ha ha, giang giật nhìn qua Doãn Nhược Băng bộ dáng tức giận, không chỉ có không giận ngược lại rất là vui vẻ, hắn cười to nói, tốt như băng, đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn đâu, bất quá. Ngươi tức giận bộ dạng ngược lại là rất mê người, một câu rất mê người để doãn nhược băng hết giận hơn phân nửa, nàng nhíu lại cái mũi nhỏ nói, không được, người đến bồi thường ta, đem người bảo vật, tỉ như tại luyện ngục phế thích đạt được cổ khí gì gì đó, cho ta 10 món 8 món, bản tiểu thư tựu tha thứ ngươi. 10 món 8 món, Giang giật trợn trắng mắt, thân thể ướn lên nói, ta đem ta tặng cho ngươi được rồi. Ta mới không có thèm đâu, doãn nhược băng đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên hưng phấn lên, nói ra, Giang giật, ngươi không phải họa đế sao vẽ một bức thiên họa đưa cho ta như thế nào ngươi thiên họa tại đại lục thế nhưng là có tiền mà không mua được a à. Thiên họa, Giang giật nhìn qua doãn nhược băng hy vọng ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt nàng, hắn nhẹ gật đầu theo trong giới chỉ lấy ra giấy mực bút nghiên, ở bên cạnh mặt đất trải bằng, doãn nhược băng thì hiểu chuyện cho hắn mài. Giang giật lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhắm mắt lại, trên tay sáng lên hồng quang, bút đi long xả thật nhanh làm vẽ lên tới. Doãn Nhược Băng nhìn thấy giải rác mấy bút một nhân vật hình thức ban đầu tựu sôi nổi tại trên giấy, âm thầm bội phục giam giật hỏa kỹ, bất quá nàng nhìn kỹ tranh bên trong càng ngày càng sáng tỏ nhân vật lúc, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, đầy mắt thẹn thùng cùng kinh hỉ. Bút ngừng, mực làm, thiên hỏa thành hình, bức họa này bối cảnh là một cái tiểu viện, trong sân có rất nhiều hoa tươi, trong muôn hoa một thiếu nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, thiếu nữ một bộ váy trắng đẹp như tiên nữ, một đôi ba tắc kim liên lại đi chân trần chạm đất, thiếu nữ trên khóe miệng ngậm lấy ý cười có thể làm cho bất luận cái gì nam tử mê say. Đây chính là giang giật lần thứ nhất gặp doãn nhược băng hình tượng, tranh bên trong rõ ràng cũng có rất nhiều loại đạo vật, là một bộ rất không tệ thiên hỏa. Giang giật mở to mắt, nhìn mấy lần rất là hài lòng, hắn nghĩ nghĩ lại dính mực, tại nơi hẻo lánh bên trên viết xuống y phiêu phiêu ba chữ to, đồng thời cho bức họa này lên một cái tên hoa tiên tử. Ba canh giờ lập tức sẽ đến, giang giật các loại chờ mực làm sau đem bức tranh giao cho doãn nhược băng, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, doãn nhược băng, lần này phân biệt cũng không biết khi nào có thể tạm biệt, người lại trân trọng, hy vọng gặp lại lúc. Chúng ta vẫn là bằng hiếu, ừm, doãn nhược băng tiếp nhận bức tranh, cắn cắn bối môi, đột nhiên nhìn qua giang giật nói, giang giật, nhận biết ngươi đã lâu như vậy, ta còn không có gặp qua ngươi lúc đầu bộ dáng đâu, ngươi có thể biến thành bộ dáng lúc trước sao. Ông, giang giật thân thể bạch quang lóe lên, bắp thì toàn thân chậm rãi nhúc nhích, làn da cũng bắt đầu biến sắc cuối cùng biến thành hắn bộ dáng lúc trước. Doãn nhược băng thật sâu nhìn một cái giang giật, tựa hồ muốn bộ dáng của hắn khắc vào sâu trong linh hồn, rất nhanh đã đến giờ, trên thân hai người cũng nổi lên bạch quang, hiển nhiên lập tức sẽ truyền tống ra ngoài. Giang giật vội vàng biến trở về bộ dáng lúc trước, doãn nhược băng cũng nhắm mắt lại, khóe mắt của nàng một giọt thanh lệ im ắng trượt xuống, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, miệng nàng môi nhúc nhích dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, giang giật, giống như tiến vào tội đảo trước để cho ta gặp gỡ ngươi, thì tốt biết bao a. À. Chương 1067, tiểu sư thúc. Như băng, ba ngày sau ta sẽ để cho đường ra tại thần âm thành đem kia hai cái nha đầu giao cho Lê Hồng, phiền phức đến lúc đó ngươi giúp ta muốn đi qua. Ân, cũng không cần trả lại, để các nàng trước đi theo ngươi làm thị nữ đi, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm, xin nhờ. Một truyền tống ra ngoài, Giang giật nhìn thấy trong lầu các không có một ai vội vàng cấp doãn nhược băng truyền âm nói hắn đối hai cái nhà đầu hoàn toàn chính xác không có ý kiến gì chỉ là đơn thuần gặp được cùng mình phân cao thấp đâu chỉ cần hai cái nhà đầu có thể bình an vô sự cái khác hắn không muốn quản lúc đầu hắn muốn đem hai người mời âm đế đưa đi thần tứ bộ lạc có thể đi theo doãn nhược băng cũng không tệ hắn tin tưởng doãn nhược băng hội thích đáng an trí hai người tốt doãn nhược băng nhàn nhạt truyền âm tới vừa đến bên ngoài nàng không tiếp tục xem giang giật một chút thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh tựa như giang giật tựa như một người đi đường Doãn tiểu thư, mời. Giang giật cũng khôi phục lãnh khốc bộ dáng, làm một cái tư thế xin mời, Doãn nhược băng nhàn nhạt gật đầu, nện bước bước liên tục đi ra ngoài. Hai vị tốt, thuật lại bội thế mà chờ ở bên ngoài với, ánh mắt của hắn đảo qua hai người, hiếu kỳ hỏi, hai vị ở bên trong nhưng có cảm mộ. Doãn nhược băng mặt lộ vẻ hơi thất vọng, lắc đầu, Giang giật dừng một chút, trả lời, ta ngược lại thật ra cảm mộ một chút, đúng rồi. Trần công tử, ta nghĩ thông suốt, ta muốn bái âm đế vi sư thỉnh cầu dẫn kiến đường tuyết đường yên sự tình làm xong giang giật một thân nhẹ nhóm bái âm đế vi sư cũng không quan hệ cùng lắm thì đi thẳng một mạch âm đế xem ở ảnh hoàng trên mặt mũi không giúp hắn ít nhất sẽ không làm khó hắn a à. a à, thuật lại bụi khẽ giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng chắp tay nói vậy thì tốt thuật lại bụi tham kiến tiểu sư thúc người tới mang tiểu sư thúc đi gặp gia ra. tiểu sư thúc giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi có chút khó chịu, hắn còn chưa đủ 25 tuổi đâu, cái này thuật lại bụi đều 28 tuổi, thế mà để hắn sư thúc. Y công tử mời, một tên trần gia trưởng lão vọt ra, cung kính nói. Giang giật cùng thuật lại bụi doãn nhược băng nhẹ gật đầu, đi theo trưởng lão này hướng về sau viện đi đến. Doãn nhược băng quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn giang giật một chút, trầm mặc hướng ra phía ngoài quảng trường đi đến, nơi đó yến hội còn tại tiếp tục, cụm chén nâng ngọn, bầu không khí nồng đậm. Thuật lại bụi cùng doãn nhược băng trở về, để toàn trường bầu không khí càng thêm nồng đậm, mà khi biết Giang Giật đã đồng ý bái sư, giờ phút này đi gặp mặt âm đế, rất nhiều người càng là tỏ rõ vẻ ước ao. Vô số người cùng đường minh xa xa nâng chén biểu thị chúc mừng, theo bọn hắn nghĩ đường ra con em bái âm đế vi sư, đây đối với đường ra cùng trần Gia đều là chuyện tốt, có Giang Giật cái này mối quan hệ, hai nhà kết minh là sớm muộn sự tình. Y công tử, xin mời vào đi, chúng ta không có triệu hoán không được đi vào. Tại ngoài đại viện, Trần gia trưởng lão dừng bước lại, mở ra đại môn cấm chế ra hiệu Giang Giật đi vào. Giang Giật cũng không khách khí nhấc chân hướng bên trong đi đến, tại bước vào đại môn trong nháy mắt hắn cảm giác bạch quang lóe lên, cảnh sắc trước mắt lại đại biến dạng. Bên trong lại là một cái sơn cốc nhỏ, cảnh sắc không thể so với thần tuyển bí cảnh trinh lệch, bên trong cũng có một tòa tiểu đầm, bên đầm nước có một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài dưới đại thụ một cái lão giả nhắm mắt lại ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, chính nhẹ vỗ về một khung cổ cầm. Cổ cầm là màu nâu, dài ba thước, phía trên có thần bí đồ văn, tản ra không hiểu khí tức, đây cũng là một kiện cổ khí. Trong sơn cốc chỉ có một người, đây cũng là âm đế không sai, giang giật hướng phía trước đi vài bước, cung kính không người hành lễ nói, y tam tham kiến âm đế tiền bối. Lão giả trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, đầu hắn phát dâu ria lông mày đều trắng lóa như tuyết, trên mặt cũng không có quá nhiều nếp uốn, sắc mặt hồng nhuận, tóc bạc mặt hồng hào, hai tay của hắn nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên phất qua, tốt nửa ngày mới nói ra, Giang giật, ngươi có biết vừa rồi lão phu vì sao không gặp ngươi? Giang giật đôi mắt nhất chuyển, lần nữa chắp tay nói, vãn bối không biết. Ngươi quá liều lĩnh, lỗ máng, âm đế có chút ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại vẫn là không có mở ra, hắn khe khẽ thở dài nói, hôm nay tới nhiều như vậy cường giả, có vô số thần thức một mực khóa chặt lão phu ngoài viện, thân phận của ngươi là đường ra gia, gia tướng, lão phu nếu là tiếp kiến ngươi, ngoại nhân hội nghĩ như thế nào? Ây, giang giật có chút lúng túng gãi gãi đầu nói đích thật là vãn bối liều lĩnh lỗ máng đông âm đế kích thích một cái dây đàn một đạo dễ nghe thanh âm vang lên giữa âm lượn lờ âm đế cũng ngẩng đầu mặt hướng phía tây thở dài làm nhiên lão phu tại vô tận biển sâu thiếu một ơn huệ lớn bằng trời ta liền biết nhân tình này sớm muộn cần phải trả nói đi cần lão phu giúp ngươi làm cái gì chỉ cần không liên lụy chúng ta trần ra lão phu cái mạng này đều có thể giao cho ngươi a à, giang giật không nghĩ tới âm đế trực tiếp như vậy còn nói đến nghiêm trọng như vậy hắn liền vội vàng khoát tay nói, âm đế tiền bối nói quá lời, ta vốn là muốn tìm tiền bối giúp chút ít công việc. Bất quá không cần, vãn bối sự tình làm sao dám làm phiền tiền bối tự mình xuất động. Hừ, âm đế sắc mặt giận dữ, hai tay trùng điệp đẻ ép dây đàn, một cỗ khí thức kinh khủng từ trên người hắn chuyển đến, hắn nổi giận mặt hướng giang giật nói, làm sao ngươi xem thường lão phu lão phu tu vi mặc dù không phải tuyệt đỉnh nhưng coi như đối đầu bác đế cũng không sợ chút nào. Ngươi nếu muốn ta xuất thủ, lão phu coi như liều mạng chết một lần, cũng giúp người trọng thương Bắc đế, hủy đi Bắc đế thành. Giang giật bị hù dọa, cũng không phải là bởi vì âm đế khí tức cường đại, mà là lời của hắn, hắn cuống quyết chắp tay nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, vãn bối tuyệt đối không có dạng này ý tứ. Tiền bối chiến lực vãn bối càng không nghi ngờ, đây chỉ là vãn bối người sự tình, Bắc đế Vũ gia hại phụ thân ta bỏ mình, biển máu này thâm cửu vãn bối nghĩ chính mình tự tay tác hồi trở lại. Ừm, âm đế cái này tài hoa tiêu tan một chút, khi tức trên thân dần dần biến mất, hắn rất kỳ quái một mực là nhắm mắt lại, coi như vừa rồi nổi giận thời khắc cũng không có mở ra, hắn trầm tư một trận nói, giang giật, lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, nói ra quyết không nuốt lời. Ảnh hoàng đưa tin nói nợ ơn hắn, hoàn lại cho ngươi là đủ. Sở dĩ, ngươi có bất kỳ yêu cầu, lão phu đều sẽ toàn lực giúp ngươi đạt thành. Đương nhiên, có một cái tiền đề, không thể liên lụy chúng ta Trần ra. Đây là ta Trần bằng bay thiếu ân tình, không phải Trần ra thiếu ta hiểu, Giang giật nhẹ gật đầu, cũng vì âm đế tính tình thật chỗ kính nể, nam tử lời hứa ngàn vàng, hắn có thể vì hoàn lại năm đó ân tình không tiếc một mạng, nhưng hắn không muốn liên lụy bọn hắn trần ra. Cái này đổi lại là ai cũng đều đồng dạng, báo ân có thể không cần mệnh, nhưng nếu liên lụy một nhà lão tiểu, một bộ tộc mấy ngàn mấy vạn người. Như vậy đi, âm đế nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, ảnh hoàng đã đem ân tình này tặng cho ngươi, ta liền giúp ngươi làm hai chuyện. Vẫn là vừa rồi điều kiện kia, không liên lụy chúng ta trần ra, còn lại sự tình cứ nói đừng ngại, người chưa nghĩ ra, về sau tùy thời có thể đến nay tìm lão phu. Đa tạ tiền bối, giang giật không có giả mồm, cửu đế phía dưới đệ nhất nhân giúp mình làm hai chuyện, giống như chối từ liền là ngu mốc rồi. Tốt, người lui ra đi, âm đế khoát tay áo nói, bái sư cũng không cần, lão phu chỉ là muốn lợi dụng bái sư che giấu tai mắt người thôi. Người thần âm thiên ký đã bước vào đệ nhị trọng ngưỡng cửa, còn như có thể hay không bước vào đệ tam trọng bất kỳ người nào khả năng giúp đỡ không được ngươi, cần chính ngươi đi cảm ngộ. Tiểu tử ngươi phương diện này thiên phú không tồi, tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, nói không chừng có thể siêu việt lão phu đạt tới đệ tứ trọng, đến lúc đó coi như. Bác đế đều không giết được ngươi, chương 1068, tự đào hai mắt. Ta đạt tới đệ nhị trọng đệ tứ trọng bác đế đều giết không được ta. Giang giật vừa đưa ra hứng thú, đối với thần âm thiên kỹ hắn kỳ thật cũng không phải là rất hiểu, chỉ là đánh bậy đánh bạ cảm ngộ. Âm đế đã nhắc lên cái này, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội, hắn chắp tay hỏi, âm đế tiền bối, cái này thần âm thiên kỹ đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng làm sao phân chia ta đối thần âm thiên kỹ không hiểu nhiều lắm, có thể hay không chỉ điểm một chút. Âm đế nhướng mày, tay tại 13 cái dây đàn bên trên lướt qua, cổ cầm vang lên một đạo như như nước chảy thanh âm, hắn chậm rãi giải, giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói thần âm thiên kỹ phải thuộc về công kích linh hồn, bất qua cái này thần âm thiên kỹ tương đối bá đạo, tự thành nhất hệ, sở dĩ các tiền bối đơn độc phân chia ra. Giang giật rất nhận đồng gật đầu, hắn thần âm thiên kỹ liền là thông qua âm thanh khủng bố kích thích địch nhân linh hồn, để bọn hắn khó chịu dị thường, ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn lực cùng lực phản ứng, cái này đích xác là công kích linh hồn một loại. Người hẳn phải biết, công kích linh hồn chia làm hai loại, một loại là phá hủy địch nhân linh hồn, loại thứ hai là ảnh hưởng địch nhân linh hồn, thần âm thiên kỹ liền là loại thứ hai. Âm đế tiếp tục chậm rãi mà nói, võ giả đến nhất định cấp bậc, linh hồn sẽ rất cường đại, đến bán thần về sau càng là có thể ngưng kết thần phách. Bình thường công kích linh hồn bọn hắn không lọt vào mắt, coi như người có cường đại công kích linh hồn tay đoàn tiến vào bán thần linh hồn trong thức hải, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhóm lợi dụng thần phách nghiền ép của người linh hồn công kích. Sở dĩ công kích linh hồn loại thủ đoạn thứ nhất, giống như đối mặt địch nhân là bán thần, liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Loại thứ hai khác biệt, âm đế trên mặt lộ diện một vòng vinh quang, con mắt vẫn như cũ là nhắm, Phi thường tự tin nói ra, loại thứ hai công kích linh hồn thủ đoạn phi thường huyền bí, hắn có thể ảnh hưởng địch nhân linh hồn, để cho địch nhân không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự cùng công kích, từ đó nhẹ nhõm đánh giết. Coi như mạnh hơn người võ giả, hắn bản chất là người, là người liền sẽ có tư tưởng, có thất tình lục dục, có cảm xúc, hội suy nghĩ, hội nổi giận, hội khủng hoảng, hội tuyệt vọng vân vân. Sở dĩ chỉ cần chúng ta có thể khiên động địch nhân suy nghĩ, để hắn mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Coi như hắn là cửu tinh cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm đổ sát. Đúng, đúng, Giang giật nghe được đầy mắt cực nóng, hắn trước kia cũng nghĩ qua một chút nhưng không toàn diệt, giờ phút này nghe được âm đế, tựa như vào đầu quát gậy, thoáng cái để hắn sáng tỏ thông suốt. Thần âm thiên kỹ, tại công kích linh hồn bên trong là bá đạo nhất một loại, không có cái thứ hai. Âm đế trên mặt xuất hiện một vòng cuồng nhiệt, hồng quang đầy mặt tiếp tục nói ra, người có giác quan thứ sáu, có thể xem, có thể nghe, có thể sờ có thể nếm, có thể nghĩ, có thể nghe. Cái khác tỷ như xem, nếm, sờ, nghe những này không tốt công kích, nhưng thanh âm lại là quỷ dị nhất tồn tại, coi như người đóng lại thính giác, lợi hại thanh âm đồng dạng có thể vang lên tại địch nhân trong linh hồn, có thể nói vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, giết địch ở vô hình. Cấp thấp nhất thần âm thiên kỹ là tổn thương hồn, đây là thần âm thiên kỹ đệ nhất trọng, người trước kia ngay tại đệ nhất trọng, bất quá người thần âm thiên kỹ hẳn là dung hợp nhiều loại nguyên tố, nếu không uy lực sẽ không lớn như vậy. Cái này nhất trọng là lợi dụng một chút khó nghe chói tai âm thanh khủng bố, đạt tới kích thích địch nhân linh hồn hiệu quả, để cho địch nhân linh hồn bị thương đồng thời không thể phản kích. Đệ nhị trọng lão phu cho hắn lấy tên gọi đoạt hồn, đơn giản nhất là lợi dụng nhạc khí, để cho địch nhân linh hồn lâm vào đặc thù nào đó trong trạng thái, từ đó quên đi hết thảy, nhẹ nhõm bị đánh giết. Âm luật là đồ tốt ha, vui vẻ âm luật có thể khiến người ta khoái hoạt, trầm thấp âm luật có thể khiến người ta bi thương, nhiên tình âm luật có thể khiến người ta nhiệt huyết, bình hòa âm luật có thể khiến người ta nội tâm an bình, đau thương âm luật có thể khiến người ta tuyệt vọng. Đệ nhị trọng trọng yếu nhất liền là điều động người cảm xúc, gây nên người cộng minh, khiên động người trong trí nhớ không nguyện ý nhất hồi tưởng sự tình, để bọn hắn không tự chủ được bị xa vào. Một khi bọn hắn bị xa vào, đám người này sinh tử tự nắm giữ trong tay ngươi, ngươi chính là bọn hắn chúa tể. Lưu loát một phen, nói đến giang giật nhiệt huyết sôi trào, cũng vì hắn mở ra một cái cửa sổ mái nhà. Cái này âm đế quả nhiên không hổ là thần âm thiên kỹ đệ nhất nhân, đối với thứ này cảm xúc đến cực sâu tình trạng. Giang giật kinh ngạc nghĩ đến thật lâu, đem âm đế mỗi một lời nhớ kỹ, lúc này mới thật sâu thở dài nói, tiền bối một phen, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Giang giật thụ giáo. Tiền bối không hổ là thiên cổ âm luật đệ nhất nhân, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ A, à, ngày sau tiền bối nhất định có thể bằng vào thần âm thiên kỹ phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, trở thành âm thần. Ha ha ha, âm đế cười ha hả, Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, tiểu tử ngươi đừng cho lão phu mang mũ cao, lão phu có bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng đời ta đã không có có cơ hội tiến bộ. Ai, năm đó nếu không phải quá cùng nhau, có lẽ còn có cơ hội chạm đến thần âm thiên kỹ để tứ trọng, nha. Là quả quyết không thể nào, lấy cùng nhau giang giật lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, âm đế tự diếu cười một tiếng, mí mắt đột nhiên động một cái, mở mắt, giang giật quét qua lại thân thể run lên, sắc mặt đại biến bởi vì âm đế trong mắt không có trong mắt, hắn lại là cái mù loà. Người cũng đã biết lão phu là thế nào mù, âm đế khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, dừng một chút mới nói ra, lão phu trong mắt là 15 năm trước, ta tự tay móc xuống. Cái gì, giang giật kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin, tại sao có thể có người tự mình đem chính mình trong mắt cho móc ra âm đế điên rồi sao? Ta cả đời này, cực kỳ tự phụ, âm đế u u thở dài nói, mấy chục năm trước, ta thần âm thiên kỹ đại thành, trở về quét ngang tam vực, trở thành thần âm vực bá chủ. Về sau cùng doãn đế đối chiến, cân sức ngang tài, sở dĩ lão phu cho rằng đời này có cơ hội trở thành huyền đế thứ hai. Ta đi vào cái này thần âm cốc tiềm tu, muốn tiến vào thần âm thiên kỹ đệ tứ trọng, kết quả bế quan 10 năm lại không thu hoạch được gì, về sau ta quyết tâm đào chính mình trong mắt. Chính là vì để cho mình không nhìn thấy, để cho mình hoàn toàn dựa vào lỗ tai đi nghe, đi cảm mộ. Mù loa thính lực là nhạy bén nhất, hắn không nhìn thấy đồ vật, sẽ đối với thanh âm càng thêm mẫn cảm. Kết quả ta sai rồi, người biết ta sai ở đâu sao? Giang giật giờ phút này còn bị âm đế tự đào hai mắt thật sâu trong rung động, cái kia còn có thể suy nghĩ sự tình khác hắn lắc đầu, đại khí cũng không dám phun ra, tiếp tục lắng nghe. Thiên địa hảo hán, vạn vật đều có linh, người càng là vạn linh chi chủ. Thiên địa tạo vật tự có thiên địa đạo lý, thế giới này khắp nơi đều có thiên địa pháp tắc, thiên địa áo nghĩa cùng trí lý thiên địa đã giao phó nhân loại hai tay hai chân hai mắt, vậy dĩ nhiên có thiên địa đạo lý, lão phu lại cưỡng ép phá hư đạo lý này, ta không có bị thiên khiển đã coi là không tệ, làm sao có thể cảm ngộ càng nhiều trí lý đâu. Âm đế nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, lập tức mặt hướng giang giật nói, tiểu tử, người nếu muốn nghĩ cảm ngộ thần âm thiên kỹ để tứ trọng, người tuyệt đối không thể đi nghịch thiên mà đi. Thân thể của người cũng không có thể thiếu một vật, cũng không thể có nửa điểm biến dị, bởi vì nhân thể là hoàn mỹ nhất đại trận. Một khi đại trận này phá hư, người Vĩnh Viễn không có khả năng đạp vào đỉnh phong. Ây, Giang giật mộng, âm đế nói đạo lý hắn đại khái hiểu một chút, nhưng hắn thân thể đã biến dị a. À. Trong cơ thể hắn trong đan điền xuất hiện chín khỏa tinh thần, trong đầu còn ra hiện một cây thất thải hồn thương, thân thể của hắn tự nhiên đại trận theo âm đế nói tới đã không phải là hoàn mỹ nhất, vậy hắn không phải Vĩnh Viễn không có có cơ hội đột phá bán thần. Chương 1069, đại đạo ba ngàn. Cũng không đúng a. À ta không phải bị khốn long thảo cải tiến thân thể sao theo lý thuyết thân thể của ta đại trận hẳn là hoàn mỹ nhất, nếu không ta không có gấp 10 tốc độ tu luyện. Giang giật nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, nhưng âm đế nói đến lại tại lý, hắn nhất thời mơ hồ. Nghĩ một lát hắn dứt khoát không nghĩ, thứ này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, giống như đời này không có cách nào đạt tới bán thân, đó chính là hắn mệnh, cưỡng cầu cũng vô dụng. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi lần nữa tiền bối, thần âm thiên kỹ đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng là cái gì? Mặc dù âm đế nói, thứ này cần nhờ chính mình cảm ngộ, nhưng ít ra cũng có cái phương hướng A dạng này về sau mới không còn đi nhầm, thần âm thiên kỹ cũng không phải đạo văn. Âm đế ngược lại là không có tư tàng, rất hào phóng nói ra, đệ tam trọng chính là ta cảnh giới, ta gọi nó diệt hồn. Đương nhiên đây là lão phu chính mình đi một con đường con, lão phu sáng tác một bài bài hát gọi đứt ruột khúc, có thể sử dụng âm luật để cho địch nhân cảm giác được sinh không thể luyến, tâm chết, sau đó linh hồn cô quạnh, sụp đổ mà chết. Ta không phải mới vừa nói đệ nhị trọng là lợi dụng các loại kỹ xảo dẫn ra địch nhân cảm xúc, để hắn lâm vào một loại nào đó khốn cảnh sao dẫn ra cảm xúc có rất nhiều loại. Người có thể để cho địch nhân khoái hoạt, có thể để cho địch nhân nhiệt huyết, có thể để cho địch nhân bi thương, chờ chút. Người phải nhớ kỹ, nếu muốn muốn đi vào thần âm thiên kỹ để tam trọng cảnh giới, người không thể ham hố, người nhất định phải chuyên tu một loại cảm xúc, để loại tâm tình này đạt tới cực hạn, dạng này uy lực mới là lớn nhất thuật nghiệp hữu chuyên công mới có cơ hội đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Giang giật mặc dù nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là nhớ kỹ mỗi một chữ, quy củ đi một người đệ tử lễ, đa tạ tiền bối, vãn bối thụ giáo. Còn như đệ tứ trọng, âm đế trên mặt lại hiển hiện loại kia vinh quang, tựa như một cái cuồng nhiệt tông giáo tín đồ, hắn hơi có chút kích động nói ra, theo lão phu suy tính, đệ tứ trọng hẳn là thần âm thiên kỹ đỉnh phong, thần âm vừa ra, vạn giới trầm luân cái này nhất trọng giống như đạt đến đỉnh phong nên tính là cả mộ thiên địa chí lý có thể phá toái hư không